chương 41, khai chiến, kỳ thật phái người trà trộn vào An Lương Thành làm phá hư chỉ là chân đức tú một cái thăm dò, nhưng hắn không nghĩ tới 15 vị trúc linh cảnh tu sĩ hội toàn quân bị diệt, cái này đối tần quân tới nói đã coi như là tổn thất không nhỏ, rốt cuộc trước đó đánh hạ mặt thành lúc cũng không có vẫn lạc 15 vị trúc linh cảnh cường giả, ha ha. Dạng này mới có ý tứ, chân đức tú cười nói, truyền lệnh xuống, ngày mai đại quân lập tức đi đến An Lương Thành, ta muốn đường đường chính chính đem nó công phá, để hạ quốc người minh bạch bọn hắn cùng giữa chúng ta trên lệch, đúng, nghe vậy, bên cạnh gã đại hán đầu trọc lập tức mừng rỡ, hưng phấn xông ra gian phòng, ha ha ha, sớm lên dạng này, ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Thấy thế, âm sát lão quái do dự một chút, chậm rãi mở miệng, chân tướng quân, ngươi cũng cùng đi chứ, sau khi chuyện thành công, vẫn như cũ sẽ cho ngươi năm viên tam phẩm quẩn thần đan, chân đức tú tự nhiên minh bạch âm sát lão quái cái gì ý tứ, bình thản nói, đa tạ chân tướng quân. Tại hạ nhất định tận tâm tận lực, trợ giúp tướng quân công phá An Lương Thành, bạn đang đọc truyện trên 123 truyền. Việp, chúc bạn đọc truyện vui vẻ, âm sát lão quái cực kỳ vui mừng, lập tức an tâm chấp tay rời đi, hắn sở dĩ nguyện ý cùng tần quân hợp tác, ngoại trừ có thể hấp thu lượng lớn vong hồn tu luyện bên ngoài, còn có chính là vì năm viên tam phẩm quẩn thần đan, những năm này hắn bởi vì hấp thu quá nhiều quỷ hồn, dẫn đến thần hồn của mình cũng chậm chậm chịu ảnh hưởng, sinh ra hỗn loạn. Vừa mới bắt đầu, âm sát lão quái còn cảm thấy không có gì, nhưng gần nhất lại càng thêm nghiêm trọng, làm hắn đau đến không muốn sống, rơi vào đường cùng, đành phải nghĩ biện pháp tìm kiếm vững chắc thần hồn đang dược, vừa vặn thời điểm này chân đức tú tìm tới hắn, thế là hai người ăn nhịp với nhau, hắn giúp chân đức tú đối phó an lương thành mà chân đức tú thì phải đưa cho hắn năm viên tam phẩm uẩn thần đang làm thù lao tin tưởng có uẩn thần đang mình trong thời gian ngắn liền không cần lại lo lắng thần hồn vấn đề, đưa mắt nhìn âm sát lão quái đi xa, chân đức tú mặt không biểu tình, trong mắt lóe lên một tia sát ý, hôm sau buổi trưa, thời tiết sáng sủa, mây trôi nước chảy, an lương thành bên ngoài, tầng quân trùng trùng điệp điệp chạy đến, đội hình bước chân cực kỳ chỉnh tề, đến mức toàn bộ mặt đất đều tại khẽ chấn động bầu trời bên trong, từng chiếc từng chiếc phi hành linh khí hiển hiện, che khuất bầu trời, giống như cá giết sang sông, không chỉ có như thế, còn có thể nhìn thấy mấy cái hình thể khổng lồ, gánh vác lấy linh năng pháo tiến lên cự thú, bộ dáng hung thần ác sát, tới, trên tường thành, mặt khâu thần sắc nghiêm túc, ngưng trọng nói, chuẩn bị nên chiến đi, cổ đằng ưng năm ngón tay hư nắm. Trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh ngân thương, quát to, thề sống chết thủ hộ an lương thành, lời vừa nói ra, vô số binh sĩ lập tức dơ cao vũ khí hưởng ứng, kinh thiên động địa, thề sống chết thủ hộ An Lương Thành, thề sống chết thủ hộ An Lương Thành, thề sống chết thủ hộ An Lương Thành, cuối cùng, tần quân tại khoảng cách An Lương Thành còn có khoảng 10 dặm thời gian dừng lại dưới. Bay ra mấy vị trúc linh cảnh tu sĩ, đáp xuống kia mấy cái cự thú trên thân, rất nhanh, linh năng pháo khởi động, bộc phát ra kinh khủng khí tức hủy diệt, quanh, sau một khắc. Sáng chói ánh sáng trụ từ linh năng pháo họng pháo bắn ra, trong nháy mắt vượt qua 10 dặm, thẳng đến An Lương Thành, ầm. Ầm. Ầm, nhưng mà cột sáng còn chưa tới gần An Lương Thành, liền bị tựa như lưu ly giống như trong suốt trận pháp ngăn lại. Khó mà tiến thêm, bất quá trận pháp cũng bởi vậy nổi lên tầng tầng gận sóng, tiêu hao không ít năng lượng, nhưng không nên xem thường những này linh năng pháo, chính là từ hơn vạn đạo phù văn phối hợp đặc thù vật liệu luyện chế mà thành trung phẩm linh khí, cần thiêu đốt lượng lớn linh thạch mới có thể thôi động. Uy lực cơ hồ không thua gì Hợp đang cảnh cường giả một kích toàn lực. Nhưng bởi vì quá cồng kềnh, thường thường chỉ có thể cất đặt tại thành trì bên trong xem như phòng ngự tính vũ khí, nghĩ không ra tầng quân thế mà dùng chăn nuôi cự thú đem linh năng pháo chở tới phản kích, cổ đằng ưng kêu lên, tầng quân có linh năng pháo, An Lương Thành tự nhiên cũng có, rầm rầm rầm, ánh sáng tung hoành, linh lực bạo tạc, tầng quân vội vàng tế ra tấm chắn ngăn cản. Vết trải qua vòng thứ nhất pháo kích về sau, tần quân mang theo duệ không thể đỡ chi thế khởi xướng công kích, cấp tốc đi vào An Lương Thành bên cạnh, chiến tranh bắt đầu, thấy thế, An Lương Thành binh sĩ lập tức dựng cung bắn tên, không cam lòng yếu thế, rầm rầm rầm, cùng lúc đó, tần quân phi hành linh khí cũng ở phía trên điên cùng công kích, linh lực như là hạt mưa giống như rơi xuống. Làm hộ thành đại trận lung lay sắp đổ, mở ra phòng không trận, cổ đằng ưng nhíu mày mệnh lệnh, ông, theo phòng không trận mở ra, đạo đạo linh lực dâng lên, tinh chuẩn khóa chặt mục tiêu, tầng quân phi hành linh khí lập tức bị tiếp liên kích bên trong, hóa thành hỏa đoàn rơi vỡ, chợt vừa giao phong, tầng quân liền tử thương mấy trăm, rơi vào hạ phong, nhưng cổ đằng ưng minh bạch. Đây là bởi vì có hộ thành đại trận giúp bọn hắn hóa giải công kích, nếu không không có khả năng nhẹ nhàng như vậy, chờ hộ thành đại trận tan rã, mới thật sự là sinh tử chiến, đây chính là tu tiên giới chiến tranh sao, mắt thấy cảnh tượng trước mắt, hứa thư tự lẩm bẩm, vô luận hạ quốc, vẫn là tần quốc, tự hồ cũng không giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy lạc hậu. Nguyên bản hứa thư coi là song phương nhiều nhất chỉ là cầm vũ khí lạnh đối chặt, không nghĩ tới thế mà liền đại pháo đều có, trừ cái đó ra, một chút cùng loại cơ quan thuật đồ vật cũng làm hứa thư phi thường kinh ngạc, hoàn toàn lật đổ hắn đối tu tiên giới nhận biết, của thành chủ, chúng ta lại gặp mặt, chân đức tú chân đạp hư không, từng bước một đi hướng an lương thành phất tay cười nói, ở sau lưng hắn, đi theo phó tướng Đinh Nhân Phượng cùng âm sát lão quái, đến bọn hắn cấp bậc này, chủ yếu phụ trách kéo lấy đối diện cấp cao chiến lực, cơ bản sẽ không đích thân hạ tràng, đương nhiên, thường thường cấp cao chiến lực mới là quyết định thắng bại mấu chốt, ha ha ha, cổ thành chủ, ta nói qua, các ngươi chết chắc, âm sát lão quái từ trên cao nhìn xuống nói, thức thời lời nói tranh thủ thời gian mở cửa thành ra đầu hàng. Chân tướng quân tâm tình tốt lời nói, có lẽ có thể tha các ngươi một mạng, chó săn, cổ đằng ưng mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngươi nói cái gì, âm sát lão quái giận dữ, thế nào, ngươi chẳng lẽ không phải chó săn sao, mặt khâu cười nhạo, ngươi, âm sát lão quái vừa muốn trên trước, lại bị chân đức tú đưa tay ngăn lại, bọn hắn xác thực không có nói sai. Chân đức tú am hiểu dùng lợi ích lôi kéo đồng bạn, nhưng cũng xem thường nhất âm sát lão quái loại này vì tự thân lợi ích cho địch quốc làm dẫn đường đảng tà tu, chân tướng quân, âm sát lão quái há to miệng, cuối cùng sắc mặt tái xanh lui ra phía sau, không có cách, ai bảo người ta là tần quốc chủ tướng đâu, ha ha ha, có nghe hay không âm sát lão nhi, liền chủ nhân của ngươi đều biết ngươi bất quá là đầu chó săn thôi. Mặt khâu dễu cực nói, chân đức tú lơ đỉnh, lạnh nhạt nói, hôm qua chúng ta không có phân ra thắng bại, hôm nay tiếp tục đi, ha ha ha, cầu còn không được, mặt khâu cười to, nhưng rất nhanh tiện ý biết đến không đúng, bọn hắn bên này chỉ có hai vị hợp đang cảnh cường giả, đối phương lại có ba vị, đánh như thế nào, mặt khâu tự tin đơn độc đối phó chân đức tú không có vấn đề. Nhưng lại thêm một cái âm sát lão quái, chỉ sợ sống không qua nửa nén hương, đúng rồi, dường như nhớ tới cái gì, mặt khâu quay đầu nhìn về hứa thư. Sau đó hắn liền thấy một bộ làm chính mình cả đời khó quên hình tượng, chỉ thấy hứa thư đầu ngón tay sáng lên một vòng thanh quang, giống như kinh lôi ngang qua bầu trời, chiếu sáng sơn xuyên đại địa. Chương 42, vạn quân lui tránh, hứa thư toàn thân trên dưới vẫn không có bất luận cái gì linh lực ba động, tựa như người bình thường, nhưng khi thanh quang sáng lên chớp mắt, liền thiên địa đều bỗng nhiên tối xuống, tự hồ tại e ngại, an lương thành bên ngoài càng là trời trong đều mực, các bay đá chạy, muôn hình vạn trạng, chuyện gì xảy ra, chỉ một thoáng, chiến tranh song phương toàn bộ chú ý tới cái này đột nhiên sinh ra kinh người dị tượng. Biểu lộ hải nhiên, bao quát chân đức tú các loại ba vị hợp đang cảnh cường giả, nhất là chân đức tú, khi hắn nhìn thấy hứa thư đầu ngón tay sáng lên thanh quan lúc, bỗng nhiên có loại cực kỳ dự cảm bất tường, rốt cục, hứa thư bấm tay gãy nhẹ, đem thanh quan đưa ra, ông, giờ khắc này, tất cả mọi người mắt bên trong đều bị vô tận thanh quan tràn ngập, không còn gì khác. Đại âm hy thanh, thanh quan hóa thành mãnh liệt dòng lũ, lấy hứa thư làm đầu nguồn, trong nháy mắt bao phủ ngoài thành sông lên phía trước nhất tầng quân, ven đường những nơi đi qua, vô luận là ngưng khí cảnh tu sĩ, trúc linh cảnh tu sĩ, vẫn là gánh vác lấy linh năng pháo cự thú, tất cả đều hôi phi yên diệt, ầm ầm, bạn đang đọc truyện trên 123twin.vip, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cả vùng đều tại chấn động kịch liệt, phản phất muốn băng liệt đồng dạng, cho dù là hợp đang cảnh, cũng không nhịn được ngừng thở, cảm thấy vô cùng tim đập nhanh, làm thanh quan tiêu tán về sau. Nguyên bản lít nha lít nhíp tầng quân bên trong bất ngờ xuất hiện một đầu tiền đồ tư sáng, thẳng đến trung quân, vẹn vẹn mấy giây, hơn vạn tầng quân mất mạng, trầm mặt. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, mặt khâu trợn mắt hốc mồm, cổ đằng ưng trợn mắt hốc mồm, chân đức tú, đinh nhân phượng, âm sát lão quái, toàn bộ trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, nguyên bản không muốn sống khởi xướng công kích tần quân cũng ngừng lại, nhìn qua cách đó không xa biến mất đồng bạn, nhịn không được trung. Đây là pháp thuật gì, có thể một chiêu diệt sát trên vạn người, coi như tạo hóa cảnh cường giả cũng làm không được đi, quả thực có thể xưng thần tích, hạ quốc lúc nào có như thế tồn tại, trong thoáng chốc, cổ đằng ưng nhớ tới đêm đó nhìn thấy mưa kiếm, lúc ấy hắn cảm thấy tức làm bệ hạ cũng kém xa tích tắp, thậm chí hy vọng đối phương có thể tại an lương thành chẳng lẽ nguyện vọng này thật thực hiện còn muốn tiếp tục không hứa thư điềm nhiên như không có việc gì nhìn qua chân đức tú ba người cười khẽ hỏi vừa rồi chiêu kia kỳ thật cũng không phải là trong thế giới game kỹ năng mà là hắn từ hạ thiện nơi nào đạt được vương thất tuyệt học vạn cổ trường thanh chỉ bất quá tại hứa thư cải tiến dưới đã triệt để thay đổi bộ dáng bất quá hắn cố ý khống chế lực đạo không có đuổi tận giết tuyệt nếu không tần quân hôi phi yên diệt hẳn là liền không chỉ vạn người cuối cùng Hứa Thư là tên kẻ ngoại lai, hắn sẽ bằng vào sở thích của mình bảo hộ An Lương Thành, lại sẽ không trực tiếp đi tiêu diệt Tần Quốc, huống chi cả hai đều thuộc về Thiên Võ Hoàng triều, thật lâu, giống như hóa đá giống như chân đức tú mới không lưu loát mở miệng. Ngữ khí cứng ngắc, xen lẫn sợ hãi, Tiền Bối vì sao muốn nhúng tay ta Tần Quốc cùng Hạ Quốc ở giữa chiến tranh, hắn hiểu được, mình là tuyệt đối trốn không thoát, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp để Hứa Thư không đi quản song phương chiến tranh cứ việc thành công tỷ lệ cực kỳ xa vời, làm tần quốc danh tướng, chân đức tú từ trước đến nay không đánh không có nắm chắc trận chiến. Nhưng ai có thể nghĩ tới, An Lương thành thế mà tọa trấn lấy một vị kinh khủng như vậy đại năng, hiện tại rút quân, ta có thể tha các ngươi không chết, hứa thư không nhìn chân đức tú vấn đề, chỉ vào âm sát lão quái nói, mặt khác, giữ hắn lại, ê, chân đức tú sững sờ, chợt không chút do dự gật đầu nói, không có vấn đề, nói xong, lập tức thôi động linh lực hô to, toàn quân nghe lệnh. Trút lui, mặc kệ như thế nào, sự thật bày ở mắt trước, bảo trụ mạng nhỏ quan trọng, như hứa thư thật sự là siêu việt tạo hóa cảnh cấp bậc cường giả, đừng nói chỉ là 12 vạn đại quân, tức làm đem toàn bộ tần quốc quân đội điều tới cũng không có chút nào trứng dùng, rút khỏi hạ quốc, hứa thư nói bổ sung, đúng, chân đức tú cái trán đầy mồ hôi, hoàn toàn không dám ngỗ nghịch. Nơi nào còn có nửa điểm lúc đến bình tĩnh, một vị cường giả đỉnh cao đủ để ngăn cơn sóng dữ, hoàn toàn thay đổi chiến cuộc, đây cũng là tu tiên giới, không, âm sát lão quái hoảng sợ kêu lên, hắn chẳng thể nghĩ tới, vốn nên tất thắng chiến tranh lại đột nhiên tình thế nghịch chuyển, biến thành dạng này, một khi tần quân rút lui, mình hạ tràng không cần nói cũng biết. Tiền bối, chúng ta đi trước, chân đức tú chấp tay hành lễ, nhìn cũng không nhìn âm sát lão quái một chút, cùng đinh nhân phượng cũng không quay đầu lại vội vàng đi xa sợ hứa thư đổi ý cùng lúc đó còn lại tần quân cũng cấp tốc rút lui thẳng đến biến mất tại tầm mắt cuối cùng ngoại trừ không khí bên trong lưu lại linh lực ba động bên ngoài giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra kết thúc mặt khâu rung động đến cực điểm khó có thể tin nói tần quân cứ như vậy rút quân rồi toàn bộ quá trình quả thực như là đang nằm mơ để người có loại không thiết thực cảm giác mặt khâu cuối cùng minh bạch hứa thư hôm qua vì sao có thể cực kỳ tự tin nói ra câu nói kia có hắn tại, An Lương Thành xác thực sẽ không luân hãm, cô, bên cạnh, tiêu hổ nuốt ngụm nước miếng. Nội tâm dời sông lấp biển, thật lâu không cách nào lắng lại, hắn biết hứa thư rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy, hơn nữa nhìn đi lên từ đầu đến cuối thành thạo điêu luyện, dù là truyền thuyết bên trong không tượng cảnh cũng không gì hơn cái này a, à, hỗn đảng, lọc vào vứt bỏ, âm sát lão quái nghĩ thi triển động thuật chạy trốn. Lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy, ngay sau đó một cổ cự lực truyền đến lập tức mắt tối sầm lại trời đất quay cuồng chờ hắn kịp phản ứng lúc đã bị hung hăng lắc tại trên tường thành giao cho các ngươi xử trí khống chế lại âm sát lão quái hứa thư quay người đi xuống tường thành ngươi các ngươi muốn làm gì trên tường thành vang lên âm sát lão quái thét lên a à, an lương thành bên trong bầu không khí yên tĩnh phá lệ khẩn trương tất cả mọi người biết tần quân đã bắt đầu công thành mà cuộc chiến tranh này thắng bại thì liên quan đến lấy sinh tử của bọn hắn tồn vong, nghe nơi xa không ngừng truyền đến ầm ầm tiếng vang, mọi người sắc mặt tái nhợt, trung lẫy bẫy, chờ một chút, giống như đình chỉ, nửa ngày, có người phát giác dị thường, tình huống như thế nào. Tần quân rút lui sao, làm sao có thể, cái này còn không có đi qua nửa canh giờ đâu, đang lúc dân chúng nhóm nghị luận ầm ĩ lúc, một vị tự nguyện tham chiến thủ thành người tu hành chạy tới hét lớn, tin chiến thắng tin chiến thắng, tần quốc rút quân, chúng ta thắng lợi, lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. trời ạ, à, thế mà thật rút quân, là triều đình phái tới chi viện sao? nói nhảm, không phải triều đình chi viện, há có thể đánh lui tần quân, rất nhanh. có người trên trước giữ chặt tên tu sĩ kia hỏi thăm, tiên sư, đến cùng chuyện gì xảy ra? người tu hành kia hưng phấn vô cùng, mắt bên trong tràn ngập sùng bái. tiên nhân, là tiên nhân ra tay, một chiêu nháy mắt giết hơn vạn tần quân làm cho Tần Quốc chủ tướng không thể không lui binh, tại rất nhiều người tu hành trong mắt. Hứa Thư Nghiễm nhiên đã trở thành Cửu Thiên Tiên nhân, rốt cuộc chỉ có tiên nhân mới có thể thi triển thần thông, vạn quân lui tránh, tiên nhân, đám người mộng bức, chính ngươi không phải liền là tu tiên sao, bất quá bọn hắn cũng đại khái nghe hiểu đối phương ý tứ, đánh lui Tần quân cũng không phải là triều đình chi viện, mà là một vị có thể so với tiên nhân đẳng cấp cao người tu hành. Chương 43: Ai tại xưng vô địch liên quan tới An Lương Thành bị tần quốc tu sĩ cắt đứt các phương liên hệ, sẽ không còn có chi viện tin tức, cổ đằng ưng kỳ thật cũng không có dấu giếm, cùng ngày liền cáo tri tất cả binh sĩ, bởi vậy rất nhiều người đã làm tốt chiến tử chuẩn bị, thậm chí ôm nếu như cửa thành bị công phá, tự đồng quy vô tận dự định, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Trận chiến tranh này cuối cùng sẽ lấy một vị siêu cấp cường giả ngăn cơn sóng dữ, nháy mắt giết hơn vạn tần quân mà kết thúc bộ phận an lương thành binh sĩ đến nay vẫn ngây ra như phỏng, khó mà tin tưởng, cảm thấy đang nằm mơ, thẳng đến tiếng hoang hô tại vang lên bên tai, bọn hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh, tê. Đau quá, trong đó một tên binh lính hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình. Đau nhe răng nhếch miệng, đây không phải nằm mơ, tần quân thật bại lui, trong chốc lát, vô số người nhảy cẩn hoang hô, buông tẩu bẩm báo, chúc mừng lấy thắng lợi, mà xem như nháy mắt giết tần quân, tiên nhân, Hứa Thư lúc này đang từ một cái bán hàng rong trong tay tiếp nhận mức quả, "Hắc hắc hắc, hôm nay không cần tiền, ta mời khách." Bán hàng rong hào khí vượt mây vỗ vỗ bộ ngực. Chậm rãi mà nói, "Huynh đệ, ngươi biết không, Tần Quân bị một vị tiên nhân đánh lùi, chúng ta thắng lợi á." Nha, bạn đang đọc truyện trên 123truyen.vip, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Hứa Thư khẽ gật đầu, đem mức quả đưa cho ghé vào đầu hắn trên tiểu đồn, "Ta nghe những người khác nói, vị kia tiên nhân thi triển thần thông một chiêu liền giết chết hơn vạn tần quân kinh thiên động địa dọa đến tần quốc chủ tướng tại chỗ tè ra quần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ha 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 nhưng mà đây chỉ là mới bắt đầu tiếp xuống hứa thư tại khu vực khác dần dần nghe được càng thêm khoa trương phiên bản ta tận mắt nhìn thấy tuyệt đối không nhìn lầm tiên nhân đứng ở trên tường thành tay phung thanh quang xông vào tần quốc quân trận làm hơn vạn tần quân hôi phi yên diệt đây là bình thường, thật. Tiên nhân quá lợi hại, trong nháy mắt hư không treo ngược, thủy tượng xuất hiện, diệt sát mấy vạn tầng quân. Quả thật tu sĩ chúng ta mẫu mực, đây là tương đối khoa trương, ha ha, các ngươi không biết đi, tiên nhân lúc ấy một tay nâng an lương thành, ngạnh kháng tất cả tầng quốc tu sĩ công kích, vẫn như cũ đem bọn hắn đánh đánh tơi bời, chạy trối chết. Đây là có điểm không hợp thói thường, tiên nhân ngón tay nam thiên, chân đạp cửu u, hạ xuống vô thượng thần uy, trong nháy mắt trấn áp 12 vạn tần quân, không đâu địch nổi, đây là cực kỳ không hợp thói thường, bầu trời bên trong, tiên nhân uy chấn hồng vũ, miệng ra thánh ngôn, ta vì thiên tiên, làm trấn sát thế gian hết thảy địch. Nói xong, trực tiếp một chưởng quét ngang tần quân. Làm cho tần quốc chủ tướng dập đầu nhận lầm, tự phế tu vi tạ tội, đây là phi thường không hợp thói thường, tần quân chủ tướng càng rỡ vô cùng, lại tuyên bố mình vô địch thiên hạ, nào có thế đoán được tiên nhân bất mãn, đứng ra nói ai tại xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại, tiếp lấy tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, xinh xinh đem tần quốc chủ tướng đập chết. Đây là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà, mặc dù hứa thư quả thật có thể làm được, nhưng đối phó với tần quân cần phải sao, lời đồn quả nhiên kinh khủng, tóm lại, theo truyền miệng, cố sự càng ngày càng không hợp thói thường, tới cuối cùng, hứa thư đã trở thành tiên giới hạ phàm, du lịch nhân gian, phổ độ chúng sinh thiên tôn. Thậm chí có người muốn vì đó đổ bê tông tượng thần cung phụng, mặc dù bọn hắn còn không biết hứa thư dáng dấp ra sao, ban đêm, phủ thành chủ, ánh trăng như sương, không có việc gì hứa thư ngồi tại trong sân lấy đùa tiểu đồn, không bao lâu, xử lý xong đến tiếp sau sự vụ cổ đằng ưng cùng mặt khâu đi đến, đa tạ tiền bối trượng nghĩa tương trợ, cổ mổ vô cùng cảm kích. Nói, cổ đàn ưng cuối người xoay người trịnh trọng hành lễ nếu không phải hứa thư bước lui tần quân bằng an lương thành thực lực sớm muộn sẽ bị công phá đến lúc đó không chỉ có hơn trăm vạn người nguy cơ sớm tối vương đô cũng sẽ nhận uy hiếp mà dựa theo tần quốc tư thế chỉ cần thiên võ hoàng triều không xuống đài sợ rằng sẽ lựa chọn cưỡng ép chiếm đoạt hạ quốc nói một cách khác hứa thư tương đương gián tiếp cứu vớt hạ quốc bên cạnh mặt khâu đồng dạng không mình hành lễ biểu thị cảm tạ chỉ là nhìn về phía hứa thư ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, nguyên lai like, tưởng rằng hứa thư nhiều nhất hợp đang cảnh mà thôi, kết quả lại đột nhiên phát hiện người ta có thể là vô tượng cảnh cấp bậc thông thiên đại năng, trong lúc giơ tay nhất chân liền có thể nhẹ nhõm trấn sát mình. Mà khâu có thể nào không cảm thấy kỳ quái, trên thực tế tu vi càng mạnh, càng rõ ràng hứa thư đánh giết hơn vạn tầng quân lúc đánh ra đạo kia thanh quan khủng bố đến mức nào, phản phất chính thiên lôi kiếp giáng lâm, huy hoàng chi uy, làm vạn vật ảm đạm, chúng sinh mất tiếng, tức là mục tiêu không phải mình, mà khâu vẫn là sẽ nhịn không được trung rẩy, hạ quốc khi nào ra một vị vô tượng cảnh. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn giống như căn bản không biết hứa thư thân phận, chẳng lẽ hứa thư đến từ khác quốc gia, không đúng, phóng tầm mắt thập đại các nước chư hầu, đều tìm không ra một vị vô tượng cảnh, trừ phi. Là thiên võ hoàng triều bên ngoài, không sao, hứa thư lơ đãng nói, các ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi, cổ đằng ưng sững sờ, còn muốn nói cái gì? Lại bị mạc khâu ngăn lại, một vị vô tượng cảnh đại năng, không lộ ra trước mắt người đời, mỗi ngày sinh hoạt giống người bình thường, rất rõ ràng không thích bị người quấy rầy, tiếp tục nói nhảm chỉ sợ hoàn toàn ngược lại, cổ đằng ưng bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ, kỳ thật hắn chỉ muốn hỏi một chút, đêm đó thi triển mưa kiếm, vạch phá bầu trời đêm người có phải hay không hứa thư? Bất quá cổ đằng ưng cũng không chấp nhất, Rốt cuộc An Lương Thành đến tiếp sau sự vụ mặc dù xử lý xong, nhưng địa phương khác như cũ có rất nhiều cục diện rối rắm chờ lấy thu thập, Tỷ như tiếp quản mặt thành, không sai, căn cứ cổ đằng ưng đạt được tin tức, tần quân trở lại mặt thành sau làm sơ chỉnh đốn, liền lại vội vàng rời đi, nhiễm nhiên là muốn nghe từ hứa thư lời nói trực tiếp rời khỏi hạ quốc. Tiếp xuống có bận rộn, đáng tiếp duy nhất chính là, không có thể làm cho tầng quân kiến thức một chút chính mình gia truyền công pháp, lưu ngân thủy chỉ, hai ngày sau, tiêu giao sơn, thanh hư cung, trọng lớn đại điện bên trong, nho nhã nam tử hai con ngươi cấm đoán, ngồi xếp bằng, khí tức như tia nước nhỏ, bình ổn kéo dài, tại hắn phía trước hai bên còn ngồi mấy vị nam nữ già trẻ. Ách, đơn thuần dung mạo đúng là dạng này, về phần tuổi thật nha, không có một cái thấp hơn 150 tuổi, trưởng môn, nhiều ngày như vậy đi qua, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể làm chờ lấy sao, chỉ chốc lát, một cái ngồi tại bên trái, quần áo một mạc, khí khái hào hùng mười phần nữ tử nhíu mày hỏi, ai, có thể làm sao, đối diện lão đầu râu bạc thở dài, tần quốc điều tập nhiều cường giả như vậy tại phụ cận bồi hồi. Tức làm trưởng môn cũng phá vây không đi ra, tổng không thể từ bỏ sơn môn A, tiêu giao sơn mạnh hơn, chung quy là vương quyền hạ thế lực, mà tần quốc thì là thập đại các nước chư hầu bên trong mạnh nhất vương quyền, cứng đối cứng, tiêu giao sơn ở đâu là đối thủ, nhưng... Nữ tử nghiến chặt hàm răng, lại lại không thể làm gì, hoàn toàn chính xác, trong khoảng thời gian này bọn hắn nhiều lần ý đồ phá vây. Nhưng đều thất bại, tức là muốn đi nghĩ cách cứu viện An Lương Thành, cũng hoàn toàn không biện pháp, vương thất đâu, vì sao không nguyện ý tham chiến, một vị khác đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nhân trầm giọng nói ra, ha ha, chúng ta vị kia bệ hạ, ngươi có thể trông cậy vào hắn cái gì, lão đầu râu bạc lộ ra khinh miệt cười, trong cung điện lâm vào trầm mặt. Báo, cái này, một tên đệ tử vội vàng chạy vào nói, trưởng môn, những cái kia tần quốc tu sĩ rời đi. Chương 44, thiên hạ chấn động, nghe vậy, ở vào thủ tọa nho nhã nam tử mở tròn mắt, mắt bên trong hiện lên một vòng tinh quang, xác định sao, xác định, tên đệ tử kia chém binh chặt sắt mà nói, lưu trưởng lão tự mình tiến đến tra xét, tất cả tầng quốc tu sĩ đã toàn bộ rời đi, đều không ngoại lệ, quá tốt rồi, chúng ta nhanh đi chi viện an lương thành đi, khí khái hào hùng nữ tử cực kỳ vui mừng. Lập tức không kịp chờ đợi thúc giục nói, nàng sở dĩ gấp gáp như vậy, là bởi vì tin tức còn chưa phong tỏa trước mặt khâu liền dùng phù văn truyền âm đơn độc nói cho nàng mình trên đường nhặt được một vị bác phẩm thủy linh căng tuyệt thế thiên tài, chuẩn bị mang về tiêu giao sơn. Để nàng vị này tiêu giao sơn duy nhất thủy linh trăng trưởng lão là, bác phẩm Thủy Linh Căng A. Hạ quốc chí ít trăm năm không xuất hiện qua, một lưu khê có thể nào không tâm động. Huống chi nàng đã sớm muốn tìm cái đồ đệ, kỳ quái, tần quốc tu sĩ sao lại vô duyên vô cớ rời đi, hẳn là An Lương Thành đã luân hãm, lão đầu râu bạc nhíu mày suy tư, chần chờ nói, tần quốc triệu tập nhiều như vậy tu sĩ vây khốn tiêu giao sơn, chính là vì ngăn cản bọn hắn phái người chi viện An Lương Thành. Hiện tại đột nhiên rời đi, chỉ sợ chỉ có hai cái nguyên nhân. Một, An Lương Thành đã luân hãm. Hai, Vương Thất Tham Chiến, bạn đang đọc truyện trên 123truyen.vip, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Nhưng nếu như Vương Thất Tham Chiến, không có khả năng không có chút nào ba động. Rốt cuộc bồi hồi tại tiêu giao sơn phụ cận tần quốc tu sĩ bên trong có ba tôn phân thần cảnh cường giả. Một khi đánh nhau, phương viên trăm dặm đều có thể cảm ứng được, đánh rắm. Một lưu khê lông mày đứng đấy, phẫn nộ quát, lão gia hỏa, lúc này mới mấy ngày thời gian, Tần Quốc làm sao có thể công phá An Lương Thành, dù nói thế nào An Lương Thành cũng là hàng châu chủ thành một trong, trận pháp kiên cố, có được ba vạn tinh binh, còn có mặt khâu cùng cổ đằng ưng hai vị hợp đang cảnh. Tức làm bị cắt đứt chi viện, ít nhất cũng có thể chèo chống một hai tháng, lưu khê, đừng kích động, trước đó một mực giữ im lặng, bộ dáng hơi có vẻ non nớt nam hài chậm rãi phân tích nói, thạch trưởng lão nói có đạo lý, Tần quốc tu sĩ hoàn toàn không lý do ở thời điểm này đột nhiên không hiểu thấu rời đi. Dưới tình huống bình thường, tần quân muốn công phá An Lương Thành xác thực cần một hai tháng. Nhưng nếu bọn hắn đối An Lương Thành vận dụng phân thần cảnh cường giả đâu, một lưu khê há to miệng, á khẩu không trả lời được, hoàn toàn chính xác. Tần quốc đã có thể xuất động ba tôn phân thần cảnh cường giả cùng rất nhiều hợp đang cảnh tu sĩ vây khốn tiêu giao sơn, liền không thể đối An Lương Thành vận dụng phân thần cảnh cường giả sao. Lấy tần quốc thực lực, tuyệt đối có thể làm được điểm ấy, mà một vị phân thần cảnh cường giả hạ tràng, muốn công phá an lương thành quả thực dễ như trở bàn tay, kia lão mặt chẳng phải là tóc đỏ trung niên nhân sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt đứng lên, khống chế linh lực không ngừng bộc phát, 10 vị trưởng lão bên trong hắn cùng mặt khâu quan hệ tốt nhất, cơ hồ thân như huynh đệ. Không chỉ có từng cùng một chỗ sống vai chiến đấu, uống rượu với nhau ăn thịt, thậm chí cùng đi qua xuân mãn lâu. Khụ cụ tóm lại hắn muốn cho mạc khâu báo thù ây ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi có lẽ có nguyên nhân khác mà lại mạc trưởng lão từ trước đến nay am hiểu động thuật tức làm an lương thành luân hãm hắn hẳn là cũng có thể đào thoát nam hài vội vàng khuyên giải sợ tóc đỏ trung niên nhân dưới cơn thịnh nộ vọt thẳng đi an lương thành được rồi mặc kệ như thế nào đi trước an lương thành xem một chút đi bỗng nhiên thủ tọa trên nho nhã nam tử đánh gãy trò chuyện mở miệng nói ra trưởng môn, lão đầu râu bạc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới nho nhã nam tử sẽ tỏ thái độ, An Lương Thành hoàn toàn chính xác có khả năng đã luân hãm. Nhưng nếu không có, chúng ta do dự sẽ hại chết càng nhiều người, mà lại nếu như những cái kia tần quốc tu sĩ rời đi là vì vây công An Lương Thành lời nói, chúng ta chẳng lẽ không phải tại khoanh tay đứng nhìn. Nho nhã nam tử nói tiếp, đám người sững sờ. Bọn hắn xác thực không nghĩ đến điểm này, thạch trưởng lão, ngô trưởng lão, hai vị phụ trách lưu thủ tiêu giao sơn còn lại trưởng lão lập tức lên đường đi với ta an lương thành nho nhã nam tử lôi lệ phong hành lúc này làm ra quyết đoán không thể nghi ngờ nói đúng đối với trưởng môn mệnh lệnh tự nhiên không ai dám chất vấn vừa dứt lời một đạo ngân quan từ xa mà đến gần bay vào cung điện nổ tung hóa thành lượng lớn tin tức tràn vào đám người đầu óc là lão mạc gửi tới phù văn truyền âm hắn không chết tóc đỏ trung niên nhân cực kỳ vui mừng nhưng rất nhanh, ở đây tất cả mọi người nhao nhao lộ ra biểu tình khiếp sợ, Thanh Thu Trấn bị hắc bức tàn sát hầu như không còn, còn sót lại một cái 6 tuổi nữ hài, trời ạ, à, bác Phẩm Thủy Linh căn, có tầng quốc tu sĩ ý đồ lẫn vào An Lương Thành, bất quá bị nắm chặt ra, âm sát môn cùng Tần Quân hợp tác, tại An Lương Thành phóng thích ác linh chế tạo khủng hoảng. Đáng chết âm sát môn, lần trước vây quét lúc nên đem nó triệt để diệt trừ, chờ một chút, Tần Quân rút lui, hứa thư là ai? một chiêu nháy mắt giết hơn vạn tần quân. Thật hay giả, làm xem hết mặt khâu truyền đến tin tức về sau, đám người hai mặt nhìn nhau, chấn động vô cùng, tần quân thế mà bị một cái người bức cho lui. Nói đùa cái gì, nhất là một câu cuối cùng. Mà khâu suy đoán hứa thư rất có thể là truyền thuyết bên trong vô tượng cảnh cường giả lúc, đám người nghiêm trọng hoài nghi mạc khâu tại hồ ngôn loạn ngữ, ba, tóc đỏ trung niên nhân trở tay cho lão đầu râu bạc một bàn tay, người đánh ta làm gì, lão đầu râu bạc cả giận nói, có đau hay không, tóc đỏ trung niên nhân hỏi thăm, nói nhảm, vậy xem ra không phải nằm mơ. Lão đầu râu bạc, đừng cản ta, ta muốn cùng hắn quyết đấu, trong chốc lát, cung điện bên trong linh lực tung hoành, hỗn loạn vô cùng, đám người ầm ĩ thét lên đồng thời nội tâm lại nhẹ nhàng thở ra, cứ việc khó mà đưa tin, nhưng mà khâu căn bản không cần thiết lừa bọn họ, kết hợp tầng quốc tu sĩ đột nhiên rời đi, cả kiện sự tình đột nhiên liền trở nên hợp lý. Rốt cuộc, Hàng Châu chính là hạ quốc nội địa, đã tần quân đã bại lui, bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này không thể nghi ngờ có chút nguy hiểm, mà sau đó mấy ngày, tần quân bị một người bức lui tin tức cũng cấp tốc truyền khắp hạ quốc, trong chốc lát, thiên hạ chấn động, thế lực khắp nơi đều sợ hãi, vương đô, hoàng cung, người mặc bốn trảo long bào hạ vương hai tay chắp sau lưng. Đứng tại lầu các một bên, nhìn xuống phía dưới phồn hoa như gấm tú lệ phong cảnh, không biết đang suy nghĩ gì, vương thượng, tiền tuyến tinh chiến thắng, an lương thành đại thắng, tần quốc trúc quân, truyền lời tuổi trẻ thái giám công công thân thể cười nói, cái gì? Tần quốc trúc quân rồi, hạ vương quay đầu, ánh mắt như điện, bị tạo hóa cảnh cường giả nhìn thẳng, tuổi trẻ thái giám lập tức toàn thân rung mạnh. Bịch một tiếng quỳ xuống, rung rung rẩy rẫy mà nói, việc này chính xác trăm phần trăm A vương thượng là ám quả cung cấp tin tức. Chẳng lẽ tiêu giao sơn rốt cục dốc toàn bộ lực lượng rồi, hạ vương thu liễm khí thế, hờ hững nói, cụ thể chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng, tuổi trẻ thái dám run lẩy bẩy, cúi đầu đem hắn biết đến sự tình toàn bộ nói cho hạ vương, không dám có chút giấu giếm. Có tiên nhân ra tay, một chiêu nháy mắt giết hơn vạn tần quân, làm cho tần quốc không thể không lui binh, hạ vương ánh mắt âm trầm, cảm thấy mình bị chơi xỏ, 10 năm qua, tu vi của hắn dù càng ngày càng tăng, đạt đến tạo hóa cảnh trung kỳ nhưng muốn một chiêu nháy mắt giết hơn vạn tần quân, lại không thua gì thiên phương dạ đàm, 12 vạn tần quân bị một người bức lui. Coi là biên cố sự đâu. Chương 45, Lý Thiên Quyết, Vương Thượng, việc này đã truyền khắp Hạ Quốc, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không sai. Ám quả cũng là lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần sau mới khiến cho ta hướng ngài bẩm báo, tuổi trẻ thái giám câm như hến, thận trọng nói, hắn nhưng là rõ ràng vị này vương thượng tính cách, một khi gây hắn không cao hứng, lập tức liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo nói như vậy cô là cái cuối cùng biết đến đi hạ vương cười lạnh lời vừa nói ra tuổi trẻ thái giám lập tức dọa đến ngừng thở cúi đầu không dám nói lời nào được rồi đi đem ám nha thủ tôn gọi tới hạ vương phất phất tay không có tiếp tục khó xử tuổi trẻ thái giám ám quạ không phải một cái người mà là một tổ chức một cái chỉ nghe mệnh tại hạ vương đặc thù cơ cấu chuyên môn phụ trách thu thập các nơi tình báo bí văn giám thị quyền quý thế gia cùng tu tiên thế lực, phàm là có bất kỳ dị động, liền sẽ bị bọn hắn để mắt tới, nghe đồng lúc trước trấn yêu ti mưu phản trước, liền là ám quả sách trước thông tri hạ vương, là hạ vương tranh thủ đến đầy đủ nhiều thời giờ xung kích tạo hóa cảnh, cuối cùng thuận lợi bình định phản loạn. Bây giờ, ám quả tựa như treo tại môn việt sĩ tộc đỉnh đầu lưỡi kiếm, đã trở thành làm bọn hắn nghe đến đã biến sắc tồn tại, mà hạ vương quyền lực cũng nhận được không trước củng cố, nửa ngày, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một đoàn âm ảnh, chậm rãi tới gần, tại khoảng cách hạ vương khoảng 3 mét thời gian dừng lại dưới, dần dần vặn vẹo nhô lên, hóa thành một đạo bao phủ tại hắc vụ bên trong thân ảnh. Vương thượng, người tới quỳ một chân trên đất, thái độ cung kính vô cùng, ngươi hẳn phải biết cô vì cái gì tìm ngươi a? À, hạ vương từ trên cao nhìn xuống nói, vương thượng, căn cứ an lương thành thành chủ báo cáo nội dung, tần quốc sát thực trúc quân, dừng một chút, người tới lại nói, mặt khác, ta thông qua mười mấy đầu đường tắt đạt được tin tức toàn bộ đều là có vị tiên nhân ra tay. Nháy mắt giết trên vạn người, cưỡng ép bước lui tần quân, nghe được câu này, hạ vương sắc mặt biến đổi không chừng, thật lâu mới nói, biết vị kia tiên nhân là người nào không, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá ta đã phái người tiến về an lương thành dò xét, cực kỳ tốt, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên quấy nhiễu đối phương, đồng thời tận lực tỏ thiện ý. Nếu có thời cơ, nhìn xem có thể hay không mời hắn đến vương đô, cô sẽ đích thân tiếp kiến, hạ vương dặn dò, như tin tức là thật, đối phương liền rất có thể là vị tạo hóa cảnh đỉnh phong, chính là đến vô tượng cảnh cấp bậc cường giả đỉnh cao, cho dù mình thân là hạ quốc quân chủ, cũng nhất định phải cúi đầu, người tới trọng trọng gật đầu, lập tức do dự mấy giây nói, vương thượng, còn có sự kiện, chuyện gì? Hạ vương nhíu mày, quách gia cùng doãn gia, đoạn thời gian trước bị diệt môn, chó gà không tha, ai làm, hạ vương ánh mắt đột nhiên trở nên phá lệ lăng lệ, động thủ người không có để lại bất cứ dấu vết gì, người tới bất đắc dĩ, quách gia. Doãn gia, hạ vương biểu lộ ngưng trọng, sát ý nghiêm nghị, người khác có lẽ không rõ ràng. Hắn lại biết, hai gia tộc này đều là năm đó sự kiện kia người tham dự, về sau chủ động rời khỏi vương đô, đi địa phương khác, hiện tại đột nhiên bị diệt môn, chẳng lẽ lại có thừa nghiệp sống tiếp được, Việc này nhất định phải tra rõ ràng. Bất kể là ai, giết chết bất luận tội. Hạ vương ra lệnh, đúng. Người tới lần nữa dung nhập âm ảnh, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Gần nhất thật sự là phiền phức không ngừng a. À, Hạ vương tự lẩm bẩm. Đầu tiên là Tần quân quy mô tiến công, thẳng vào nội địa, chiếm lĩnh Hạ quốc một phần ba lãnh thổ. Sau đó Lâm Phạn chạy tới nói cho hắn biết Thiên Kiếm tông bởi vì một vị cường giả bí ẩn tổn thất nặng nề không chỉ có đã mất đi con trai cùng bốn vị hợp đang cảnh trưởng lão, liền hạ thiện cũng bỏ mình nói tiêu. Hiện tại lại toát ra một cái thực lực thông thiên tiên nhân, cùng một cái hư hư thực thực dư nghiệp gia hỏa, để từ trước đến nay thích loại kia cao cao tại thượng, trưởng khống hết thảy cảm giác hạ vương rất khó chịu, nhất là cái gì tiên nhân, tương đương với trực tiếp khiêu chiến địa vị của hắn, ba, hít một hơi thật sâu, hạ vương một bàn tay đập vào lầu cắt trên lan can. Quay người rời đi, tạch 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 lan can từng mảnh phá toái theo gió phiêu tán hôm nay ánh nắng tươi sáng vạn dặm không mây an lương thành nên đón mấy vị khách nhân bái kiến trưởng môn mạc khâu chấp tay hành lễ ha ha lão mạc khí sắc không tệ a à, được xưng trưởng môn nho nhã nam tử vỗ vỗ mạc khâu bả vai lý trưởng môn cổ đằng ưng đồng dạng chắp tay hành lễ tại hạ quốc tiêu giao sơn trưởng môn lý thiên quyết chính là vô số người tu hành cảm nhận bên trong thần tượng nhân khí cực cao liền liền cổ đằng ưng lúc tuổi còn trẻ cũng phi thường sùng bái, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không để hắn thất vọng, ngươi tốt, cổ thành chủ, Lý Thiên Quyết rất lễ phép đáp lại, lão mạc, ngươi nói vị kia tuyệt thế thiên tài sao, không đợi ba người tiếp tục hàng huyên. Mục lưu khê liền không kịp chờ đợi dò hỏi, a a a, thanh hàng, mau đưa vân nhi mang ra, két, chỉ thấy cửa phòng bên cạnh mở ra, chung thanh hàng nắm tinh xảo xinh đẹp ninh vân nhi đi ra, Mục lưu khê hai mắt sáng lên, Lập tức trên trước xem xét, thật là bác phẩm thủy thuộc tính linh căn, thân là thủy linh căn tu sĩ, Mục Lưu Khê đối thủy linh căn nhận biết trình độ viễn siêu người khác. Bởi vậy dù là không cần giám linh thạch, cũng có thể chuẩn xác phân biệt, thế nào, không có lừa ngươi a, à? Mạc Khâu uống một hớp rượu, cười nói, Mục Lưu Khê không có phản ứng Mạc Khâu, mà là ngồi xổm ở Ninh Vân Nhi thân trước, ôm nhu nói, "Tiểu muội muội, ngươi nguyện ý làm đồ đệ của ta không?" sư phụ cam đoan sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành rất lợi hại, rất lợi hại tu sĩ. Thời gian qua đi nửa tháng lần nữa mặt đối với vấn đề này, Ninh Vân Nhi chớp mắt to nhìn về phía mạc khâu, rốt cuộc nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, nàng hiện tại xem như mạc khâu đệ tử, không sao, ta không phải đã nói rồi sao, lúc ấy chỉ là trước tạm thu ngươi làm ký danh đệ tử, chờ trở lại tiêu giao sơn sau ngươi có thể mình chọn lựa, vị này A-di cũng là thủy linh căng. Thích hợp nhất làm sư phụ ngươi. Mạc Khâu vui mừng nói, đừng nghe tên mập mạp chết bầm này nói bậy, muốn gọi tỷ tỷ, Mục Lưu Khê trừng mắt nhìn Mạc Khâu, "Mạc Khâu, thế nào? Tỷ tỷ tại Tiêu Giao Sơn rất biết đánh nhau, ngoại trừ bên kia cái kia, cùng hai vị thái thượng trưởng lão, còn lại tất cả đều không phải tỷ tỷ đối thủ." Mục Lưu Khê chỉ vào Lý Thiên Quyết. Ngạo Nghệ nói, mấy vị Tiêu Giao Sơn trưởng lão khóe miệng co giật, hơi có vẻ xấu hổ nhưng lại bất lực phản bác, bởi vì một lưu khê tại tiêu giao sơn sát thực gần với trưởng môn cùng hai vị thái thượng trưởng lão, danh xưng thiên hạ đệ nhất hợp đan, ta. Ta nguyện ý, chần chờ nửa ngày, Ninh Vân Nhi yếu ớt nhẹ gật đầu, a à, một lưu khê cao hứng ôm lấy Ninh Vân Nhi. Hung hăng hôn hai cái, ngoan đồ nhi, về sau tại tiêu giao sơn không ai dám bắt nạt ngươi, một vị bác phẩm thủy linh cùng tuyệt thế thiên tài, không chỉ là một lưu khê, coi như trưởng môn Lý Thiên Quyết cùng hai vị thái thượng trưởng lão cũng tuyệt đối sẽ cẩn thận che chở, làm tổ tông cung cấp, ca ca, ca ca, một viên cuối cùng, cho ngươi ăn, nương theo lấy một trận hoạt bát mềm nhu thanh âm truyền đến. Hứa thư đỉnh đầu tiểu đồn, cầm còn lại một viên mức quả thăm trúc xuất hiện tại sân nhỏ cổng, hứa tiền bối, đây là chúng ta tiêu giao sơn trưởng môn Lý Thiên Quyết cùng trưởng lão, mặt khâu liền vội vàng giới thiệu, trưởng môn, vị này chính là ta tại phù văn truyền âm bên trong nâng lên, một người bức lui tần quân, cứu vớt an lương thành hứa tiền bối. Chương 46, mời, bởi vì cái gọi là học không tuần tự, người thành đạt vi sư, nhất là tại nhược nhục cường thực tu tiên thế giới bên trong, thực lực thường thường đại biểu hết thảy, cứ việc hứa thư không giống loại kia sống thật lâu lão quái vật, nhưng mặt khâu vẫn là đem xưng hô từ đạo hữu đổi thành tiền bối, đây là ra ngoài đối cường giả tôn kính, cùng lúc đó, Lý Thiên Quyết hai tay ôm quyền, thần sắc trang trọng mà nói, đa tạ hứa tiền bối ra tay bảo hộ An Lương Thành, thực sự khó có thể tưởng tượng, mắt trước tên này thường thường không có gì lạ, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì linh lực ba động thanh niên, lại chính là vị kia ngăn cơn sóng dữ, cưỡng ép bước lui tầng quân tiên nhân, bất quá cái này đã cực kỳ nói rõ vấn đề. Đã có thể hoàn toàn che đậy cảm giác của hắn, liền chứng minh hứa thư ít nhất là vị tạo hóa cảnh cường giả tăng thêm một chiêu nháy mắt giết trên vạn người lực lượng kinh khủng, hoàn toàn chính xác có khả năng đạt đến truyền thuyết bên trong vô tượng cảnh, liền là không rõ mãnh liệt như vậy tồn tại tại sao lại chạy đến hạ quốc loại địa phương này đến, thậm chí còn nguyện ý trợ giúp An Lương Thành. Quả thực không thể tưởng tượng, trước cuộc cùng vô tượng cảnh đại tu sĩ so sánh, hạ quốc căn bản không đáng giá nhắc tới, bao quát vị kia tự xưng là anh Minh, kỳ thực hung ác tàn bạo vương thượng, từng hứa thư mắt nhìn Lý Thiên Quyết, cấp 3, phân thần cảnh thực lực, mà lại là viễn siêu hạ thiện phân thần cảnh đỉnh phong, thậm chí sắp bước vào cấp 4 tạo hóa cảnh. Khó trách có thể trở thành Tiêu Giao Sơn trưởng môn, theo hứa thư biết, hạ quốc Tam đại thế lực bên trong, Tiêu Giao Sơn mạnh nhất, Đức Vân tự, Thiên Kiếm Tông thứ hai, đương nhiên, đã mất đi năm vị trưởng lão Thiên Kiếm Tông chỉ sợ đã không tư cách cùng Tiêu Giao Sơn, Đức Vân tự đặt song song, khụ khụ, việc nơi này đã xong, chúng ta chuẩn bị về Tiêu Giao Sơn muốn mời tiền bối đi làm khách. Không biết ngài ý như thế nào, gặp hứa thư cũng không có chán ghét ý tứ, Lý Thiên Quyết thử thăm dò nói, dạng này một vị cường giả, tức làm không cách nào lôi kéo, có thể kết kết giao bằng hữu cũng là tốt, tiêu giao sơn có ăn ngon sao, tiểu đồng cắn ngón tay, hiếu kỳ dò hỏi, trải qua thời gian nửa tháng tiếp xúc, tiểu đồng đã hoàn toàn thích ứng thế giới loài người giao lưu phương thức. Chỉ bất quá ở trong mắt nàng, mỹ thực vĩnh viễn trọng yếu nhất, Ê. Có, Lý Thiên Quyết sửng sốt một chút, lúc này mới chú ý tới tiểu đồn, kỳ quái, mình làm sao lại bỏ qua rõ ràng như vậy một cái người, nhưng mà Lý Thiên Quyết còn không ý thức được, dù là tiểu đồn có bộ phận yêu thú đặc thù, hắn như cũ sẽ cảm thấy là cái nhân loại, ca ca, nghe được có ăn ngon. Tiểu đồn lập tức dùng giống như hồng ngọc giống như xinh đẹp con mắt nhìn về phía hứa thư, tràn ngập chờ mong, một bên khác, Ninh Vân Nhi đồng dạng lộ ra chờ mong biểu lộ, đi tiêu giao sơn sao, hứa thư hơi chút trầm ngâm nói có thể là có thể bất quá phải chờ tới ngày mai không có vấn đề không có vấn đề lý thiên quyết liên tục gật đầu cao hứng vô cùng nghĩ không ra hứa thư thật đáp ứng trên thực tế hứa thư cũng có lo nghĩ của mình một hắn muốn nhìn một chút tiêu giao sơn có cái gì đáng giá học tập pháp thuật thứ hai ninh vân nhi dù sao cũng là hắn cứu cũng nên bảo đảm tại tiêu giao sơn đến tột cùng qua thế nào mới có thể triệt để yên tâm thế là Lý Thiên Quyết cùng mấy vị tiêu giao sơn trưởng lão tại An Lương Thành ở một đêm. Trong lúc đó một lưu khê biết được Ninh Vân Nhi chỉ dùng nửa canh giờ liền cảm ứng được linh khí về sau, lập tức đem mình tu luyện công pháp truyền thụ cho đối phương, kiên nhẫn chỉ đạo, cứ như vậy, Ninh Vân Nhi thành công ngưng tụ ra một tiêu linh lực, ngày thứ hai, mọi người đi tới trên tường thành, chuẩn bị khởi hành tiến về tiêu giao sơn, sư phụ, trong tay ngươi cầm là cái gì a à? Tiêu hổ nghi hoặc, nhiên hồn đăng, Mạc Khâu uống một hớp rượu, cười nói, ta đem âm sát lão quái tên kia thần hồn rút ra làm thành nhiên hồn đăng, hắc hắc hắc, tiêu hổ, phàm là bị làm thành nhiên hồn đăng tu sĩ, thần hồn sẽ gặp phải trăm năm ma luyện, tiếp nhận bất luận kẻ nào đều khó mà chịu được thống khổ, cuối cùng tiêu hao hầu như không còn, vĩnh thế không được siêu sinh. Lấy âm sát lão quái sở tác sở vi, hoàn toàn chính xác tính trừng phạt đúng tội, bất quá ta nơi này chỉ có âm sát lão quái một nửa thần hồn, một nửa khác tại cổ đằng ưng nơi nào, Mạc Khâu suy tư nói, ta nhớ được hắn cho nhét vào một đầu chó chết trong cơ thể, hiện tại con chó kia sống, mỗi ngày bị hắn buộc đớp xiết, tiêu hổ, thật ác độc, Mạc trưởng lão. Lần này đa tạ ngươi ngàn dặm gấp rút tiếp viện, cổ đằng ưng cũng không nghe thấy hai người đang nói cái gì, đi tới cảm kích nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, trừ bỏ hứa thư, mà khâu hẳn là lần này thủ thành thứ hai công thần, không chỉ có dẫn đầu đuổi tới chi viện, để cổ đằng ưng an tâm rất nhiều, càng sử dụng chiếu tâm kính bắt được 15 vị tiềm ẩn tại nạn dân bên trong tầng quốc tu sĩ. Cứu vớt mấy ngàn người, còn lấy rượu hồ lô hút sạch hắc bạch song sát lưu lại xương độc, có thể xưng tốt nhất phụ trợ, không thể thiếu, đại nghĩa chỗ, khó mà không chối từ, mà khâu chuyện đương nhiên nói, quân công sự tình ta đã báo cáo triều đình, chờ phê chuẩn sau sẽ đem ngươi cùng hứa tiền bối thù lao đưa đi tiêu giao sơn mặc dù chiến tranh vừa mới bắt đầu không bao lâu liền kết thúc. Nhưng dựa theo quy định, tại thủ thành lúc làm ra bất luận cái gì cống hiến tu sĩ đều sẽ đạt được quân công, huống chi hứa thư giết địch một vạn, trực tiếp bước lui tầng quân, được rồi, mặt khâu cười tủm tỉm ở rượu, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại, một lát sau, một con hồ lô rượu dâng lên, biến thành to khoảng 10 trượng lơ lửng tại không trung. Tốt, mọi người lên đây đi, mặt khâu vỗ vỗ dưới mông hồ lô rượu, say khước nói, thối kẻ nát rượu, ai muốn ngồi ngươi phá hồ lô, một lưu khê mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, tế ra một đầu tinh xảo ưu nhã màu tím linh chu, mang theo ninh vân nhi bay đi lên, còn lại đám người thấy thế, nhau nhau lựa chọn nhảy lên màu tím linh chu, liền mặt khâu ba vị đồ đệ cũng không ngoại lệ. Không có cách, ai bảo mặc khâu uống rượu lái xe đâu, so với đơn sơ hồ lô rượu, linh chu không thể nghi ngờ có chút hoa lệ. Nội bộ buồn nhỏ trên tàu đầy đủ dung nạp mấy chục người, tương đương với một tòa di động phòng ở, phi thường thuận tiện, theo một lưu khê đem một viên linh thạch bỏ vào trung tâm, linh chu lập tức hóa thành đạo đạo tàn ảnh biến mất ở chân trời. Cắt, mặt khâu nhếch miệng, thao túng hồ lô rượu đuổi theo, hết tốc độ tiến về phía trước, nửa ngày sau, màu tím linh chu một đường thông suốt, xuyên qua mây mù, khóa vực hơn nghìn dặm đường đi xuất hiện tại tiêu giao sơn phía trên, từ khi rời đi thế giới trò chơi. Đây cũng là hứa thư lần thứ nhất trong thấy tiên môn thế lực, cùng loại kia biết rõ là hư giả hình tượng hoàn toàn khác biệt. Tiêu giao sơn sinh cơ bừng bừng, sơn minh thủy tú, toàn bộ phong cảnh làm người cảnh đẹp ý vui, linh khí mức độ đậm đặc cũng không thua kém một chút nào hôi yểm sơn lâm ở trung tâm, trọng yếu nhất chính là có loại tuyệt thế độc lập phiêu giật cảm giác, có lẽ chính vì vậy mới có thể gọi tiêu giao sơn, rầm rầm rầm, thanh âm gì, chẳng lẽ tần quốc tu sĩ lại trở về rồi. A, à, vậy làm sao bây giờ, Chưởng môn bọn họ đều đi an lương thành, chờ một chút, mau nhìn đó là cái gì, ầm ầm, vừa dứt lời, một đoàn bóng đen mang theo kinh khủng lực trùng kích rơi đập, chỉ một thoáng, đất trung núi chuyển, nhấc lên đầy trời bụi bậm, đợi đám người tới gần điều tra, lập tức nhẹ nhàng thở ra, tản đi đi, tản đi đi, là mặt trưởng lão. Chương 47, phát sinh chuyện gì rồi, khục khụ, khụ khục, mặt khâu đầy bụi đất đem mình từ mặt đất bên trong rút ra, lập tức bình tĩnh tự nhiên sửa sang lại quần áo không có lộ ra mảy may bối rối hoặc là khó chịu biểu lộ phải biết tình huống tương tự đã tại tiêu dao sơn phát sinh qua rất nhiều lần mọi người cơ bản đều quen thuộc chỉ cần hắn không xấu hổ lúng túng liền là người khác lão mạc ngươi trở về nha nghe tiếng chạy tới tóc đỏ trung niên nhân mặt mũi tràn đầy vui sướng ôm chặt lấy mạc khâu ha 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 đã lâu không gặp a lão ngô mạc khâu trở tay vỗ vỗ tóc đỏ trung niên nhân đem nó đẩy ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết tại An Lương Thành đâu. Tóc đỏ trung niên nhân thuận miệng trêu chọc nói, kỳ thật ta cũng cho là ta sẽ chết, mà khâu cười khổ. Nếu như không phải hứa thư đột nhiên ra tay bức lui tần quân lời nói, tối hơn nửa tháng, An Lương Thành liền sẽ luân hãm, đến lúc đó làm thủ thành chủ lực hắn cùng cổ đằng ưng chắc là phải bị liệt vào chủ yếu truy sát mục tiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà hết thảy này lại bởi vì một cái người cải biến, cho nên Mạc Khâu hiện tại phi thường tôn kính hứa thư, đúng rồi. Làm sao chỉ có ngươi một cái người, trưởng môn bọn họ hôm qua không phải là đi an lương thành sao, ba, bên cạnh, màu tím linh chu hạ xuống, tiếp liên tục vượt hạ lý thiên quyết bọn người, lão Mạc, nói bao nhiêu lần không muốn sau khi uống rượu xong khống chế phi hành linh khí, ngươi xem một chút ngươi, nếu là không cẩn thận đập phải người làm sao bây giờ. Coi như không đập phải người nện vào hoa hoa cỏ cỏ cũng là không đúng nha, Lý Thiên Quyết thở dài, lời nói thấm thí nói, hắc hắc, biết trưởng môn, ta cam đoan lần sau sẽ không lại say rượu phi hành, mặt khâu dơ bàn tay lên, mập mờ suy đoán nói, đối với cái này, Lý Thiên Quyết có chút bất đắc dĩ, đồng dạng lời nói mặt khâu chí ít đã đã nói với hắn 20 lượt, các loại vỗ ngực, viết biên nhận theo. Đọc lời thề, đổi nhiều ít loại phương thức, kết quả sửa lại sao? Hoàn toàn bình mới rượu của A. Tiêu hổ ba người, vì cái gì sư phụ của chúng ta như vậy không đáng tin à. cậy a trưởng môn, ta đi trước, Mục lưu khê thu hồi màu tím linh chu, mang theo Ninh Vân Nhi vội vàng rời đi, tối hôm qua Ninh Vân Nhi vừa mới ngưng tụ luyện hóa ra một tia linh lực, chính là trúc luyện căn cơ thời điểm tốt. Mục lưu khê dự định lập tức tìm linh tủy hồ để Ninh Vân Nhi ôn dưỡng kinh mạch đang điền, bảo đảm linh lực tinh thuần tính, hứa tiền bối, xin mời đi theo ta, Lý Thiên Quyết không thèm để ý mạc khâu, quay người hướng phía xa xa một ngọn núi phong đi đến, dưới mắt trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là An Trí hứa thư vị quý khách kia, từng, hứa thư nhẹ gật đầu, dẫn theo tiểu đồng theo ở phía sau. Còn lại trưởng lão thấy thế, cũng nhao nhao nên làm gì làm cái đó đi, a, à, hắn là ai a, à, tóc đỏ trung niên nhân kinh ngạc, hắn liền là lần này cứu vớt An Lương Thành, bi danh truyền khắp hạ quốc, một chiêu nháy mắt giết hơn vạn tầng quân tiên nhân, hứa thư, hứa tiền bối, Mạc Khâu thấp giọng nói, t liền là hắn, tóc đỏ trung niên nhân hít sâu một hơi, chấn động vô cùng. Khó trách nhìn mình không thấu người này, nghĩ không ra đối phương thế mà tới tiêu giao sơn, ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không là giả. Mà khâu đêm hôm đó trên tường thành tình huống cụ thể kỹ càng miêu tả một lần, lợi hại, thật lợi hại, ngươi cảm thấy. Ta có thể tiếp hắn mấy chiêu, ngắn mũi hải nhiên qua đi, tóc đỏ trung niên nhân hai mắt lấp lóe, kích động phàm là tiêu giao sơn thành viên đều biết, tóc đỏ trung niên nhân là cái tính khí nóng nảy, thích cùng người khác luận bàn chiến đấu cùng, thậm chí từng nhiều lần khiêu chiến trưởng môn lý thiên quyết, không nghĩ tới bây giờ lại đối hứa thư động ý nghĩ, nghe vậy, mặt khâu trầm mặt, thế nào, gặp mặt khâu thật lâu không nói, tóc đỏ trung niên nhân nhíu mày hỏi, ta đang nghĩ. Muốn chuẩn bị cho ngươi dạng gì quan tài, không đúng, ngươi hẳn là sẽ cái gì đều không còn lại, không cần đến quan tài, bất quá không quan hệ, hàng năm ta đều sẽ cho ngươi đốt điểm đồ tốt, mặt khác nhớ kỹ kiếp sau đừng làm người, vào đầu heo thật không tệ, mặt khâu thần sắc nghiêm túc, nghiêm túc nói, tóc đỏ trung niên nhân, tại lý thiên quyết dẫn đầu dưới. Hứa thư đồ trông được đến các loại bạch ngọc điêu lan, mái công lầu cát, to lớn cung điện chờ kiến trúc, phong cách đặc biệt sừng sững, nhưng lại xảo diệu dung hợp, mặc dù không cách nào cùng trong thế giới game những cái kia vô thượng tiên môn so sánh, nhưng đánh vào thị giác lực không thể nghi ngờ muốn càng thêm chân thực. Sau đó, hứa thư ngay tại ven đường thấy được một con cổng mai rùa. Chậm rãi bò. Ốc sên, hứa thư xác định mình không có nhìn lầm, thật là một con cổng mai rùa ốc sên, đây là cái gì thần kỳ giống loài. Trâu rùa. Dị giới đặc sản sao, để hứa tiền bối chê cười, khi là một vị trưởng lão thông qua pháp thuật làm ra vật thí nghiệm, Lý Thiên Quyết vội vàng giải thích nói, nha, hứa thư giật mình, không nghĩ tới tu tiên giới thế mà cũng sẽ có người làm giống loài ghép lại. Phát sinh, phát sinh chuyện gì rồi? Phát sinh chuyện gì rồi? Phát sinh chuyện gì rồi? Phát sinh chuyện gì rồi, bỗng nhiên, một trận tiếng rít chói tai vang lên, cấp tốc tới gần, đang lúc Hứa Thư tưởng rằng ai đang phá rối, trong bụi cỏ bỗng nhiên chui ra một con toàn thân mọc ra màu đỏ lông vũ, vênh vang đắc ý gà trống lớn, đối Hứa Thư không ngừng hô, phát sinh chuyện gì rồi? phát sinh chuyện gì rồi? Phát sinh chuyện gì rồi? Hứa thư, cuối cùng, Lý Thiên Quyết đưa tay điểm nhẹ, đem gà trống lớn quăng bay đi mới cuối cùng an tĩnh lại, thực sự thật có lỗi, Lý Thiên Quyết miễn cưỡng gạt ra một mặt cười, lúng túng xoa xoa đôi bàn tay, những này kỳ hoa làm sao tất cả đều chạy ra ngoài, tên kia đang làm cái gì, nhìn đến lấy trước đối nàng quá dung túng, nhất định phải quản quản mới được. Bò, ờ, à, cái này, Đối diện chạy tới một cái cao hơn 2 mét, cơ bắp cao cao nổi lên, đường cong trôi chảy. Ngưu đầu nhân, ngưu đầu nhân tự hồ đang trốn tránh cái gì, tốc độ rất nhanh, có thể so với ngưng khí cảnh 5 6 tầng tu sĩ, trong nháy mắt từ bên cạnh hai người xông qua, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thư, Lý Thiên Quyết, dừng lại, dừng lại. Sau một khắc, bốn tên người mặc tiêu giao sơn phục sức, cầm trong tay vũ khí, đầu đầy tóc lục đệ tử theo sát mà tới trong thấy lý thiên quyết lập tức khẽ giật mình nửa ngày mới như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng dừng lại hành lễ bái kiến trưởng môn các ngươi đây là đang làm gì lý thiên quyết xanh mặt hỏi bốn tên đệ tử nơi nào nghĩ đến sẽ gặp phải trưởng môn dọa đến sắc mặt tái nhợt sư tổ vật thí nghiệm chạy ra ngoài để chúng ta bắt về chính nàng người đâu lý thiên quyết mặt trầm như nước sư sư tổ tại nghiên cứu chế tạo mới đồ vật không tiện bốn tên đệ tử nhắm mắt nói ai Đi thôi, Lý Thiên Quyết bất đắc dĩ, đúng, bốn tên đệ tử lập tức cũng như chạy trốn đuổi theo ngưu đầu nhân, tóc của bọn hắn. Tại sao là màu xanh lá? Hứa Thư Hiếu Kỳ, ngưu đầu nhân thêm tóc lục, rất khó không khiến người ta liên tưởng a, à, Hứa Tiền Bối biết ta tiêu giao sơn phù văn truyền âm sao? Lý Thiên Quyết không trả lời mà hỏi lại, biết, Hứa thư nhớ kỹ tiêu hổ trước đó tại Thanh Thu trấn lúc dùng qua, phù văn truyền âm chính là chúng ta tiêu giao sơn trưởng lão mới nhất khai thác pháp thuật. Mà khai phát phù văn truyền âm trưởng lão, bình thường thích làm một chút kỳ kỳ quái quái thí nghiệm, vừa rồi hứa tiền bối nhìn thấy những cái kia, bao quát mái tóc màu xanh lục, đều là ra ngoài bút tích của nàng, Lý Thiên quyết thở dài. Chương 48, Nhan Dĩ Tiếu, đối bất luận cái gì tu tiên môn phái, hoặc là đế quốc thế gia tới nói, một cái có thể khai phá, hoặc cải tiến pháp thuật tu sĩ đều đại biểu cho vô giới chi bảo, địa vị cao thượng, cơ hồ không thua gì luyện đan sư nhận truy phủng cùng tôn kính, tiêu giao sơn tự nhiên cũng không ngoại lệ, bởi vì những tu sĩ này thường thường có thể chế tạo ra một chút mới lạ quỷ dị đặc thù pháp thuật. Khiến người ta khó mà phòng bị, nhất là tại chiến đấu bên trong, đột nhiên thi triển người khác chưa từng thấy qua pháp thuật, rất dễ dàng tạo thành mới gặp giết, lấy được thắng lợi, nhan dĩ tiếu, chính là tiêu giao sơn vị kia có thể đơn độc khai phát pháp thuật trưởng lão, chính vì vậy, Lý Thiên Quyết mới có thể cho nàng quyền lực cực lớn cho phép nàng tùy tiện vận dụng bên trong Sơn Môn tài nguyên tu luyện cùng Thiên Tài Địa Bảo. Mà Nhan Dĩ Tiếu những năm này cũng hoàn toàn chính xác không phụ sự mong đợi của mọi người, tiếp liền khai phát ra rất nhiều pháp thuật liên quan đến 10 loại thuộc tính, làm tiêu giao sơn thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều, từ đầu đến cuối ổn ép đức vân tự, Thiên Kiếm Tông, trong đó phù văn truyền âm càng là triệt để lật đổ truyền thống thông tin thủ đoạn phi kiếm truyền thư. Nhẹ nhõm thuận tiện để đi ra ngoài lịch luyện tiêu giao sơn đệ tử có thêm một cái nhanh chóng cầu cứu phương pháp chỉ là lý thiên quyết không nghĩ tới nhan dĩ tiếu hiện tại càng ngày càng không hợp thói thường thế mà bắt đầu bày ra các loại còn sống cùng chết đồ vật đem các loại sinh linh ghép lại cùng một chỗ tạo thành không thể tưởng tượng quái vật vô luận gà vịt nga trâu vẫn là lão hổ sư tử chờ yêu thú thậm chí môn hạ đệ tử toàn diện thảm tao độc thủ từng cái đỉnh lấy xanh mơn mởn tóc biến thành trò cười, thậm chí nếu không phải Lý Thiên Quyết ngăn cản, chỉ sợ Nhan Dĩ Tiếu đã cầm hộ sơn thánh thú làm thí nghiệm, Nhan Dĩ Tiếu, hứa thư như có điều suy nghĩ, nhớ kỹ cái tên này, xa xa xa, cái này, bên cạnh trên cây truyền đến một trận động tĩnh gây nên chú ý của hai người, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đúng là chỉ hai tay cao, thân thấp chân ngắn đầu lớn con khỉ, chính ngơ ngác nhìn chầm chầm hứa thư hai người, không biết đang suy nghĩ gì, ba ca, đột nhiên, con khỉ phát ra kỳ quái thép lên, từ trên cây nhảy xuống, duỗi ra lợi trảo nhào về phía hai người, biểu lộ dữ tận đáng sợ, hừ, Lý Thiên Quyết bàn chân khẽ giậm chân. Vô hình linh lực trong nháy mắt đánh trúng con khỉ, xuyên gân nứt ra xương, tây bác, con khỉ kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt ngã trên mặt đất mất đi sinh tức, hứa tiền bối, chúng ta vẫn là bay qua đi, Lý Thiên Quyết đề nghị, vốn định mang theo hứa thư thăm một chút tiêu giao sơn, gia tăng ấn tượng tốt kết quả lại gặp phải loại chuyện này, quả thực thật, thật mất thể diện. Đi tiếp nữa không biết lại sẽ xuất hiện cái gì vật ly kỳ cổ quái, cốt A, hứa thư không quan trọng, trừ bỏ đệ tử ở lại tu hành cùng râu ria địa phương bên ngoài, tiêu giao sơn tổng cộng có 13 tòa chủ phong, trong đó 10 vị trưởng lão phân biệt chiếm cứ một ngọn núi phong, xuyên thẳng chân trời, trưởng môn lý thiên quyết một tòa, ẩn cư thái thượng trưởng lão một tòa. Còn thừa một tòa thì là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân, mà lại nhất định phải là khách quý mới có tư cách. Một lát sau, hứa thư ngồi ở thứ 13 trên đỉnh một tòa phá lệ xinh đẹp, tựa như thế giới trong tranh trong sân, mặt trước là trương bàn đá, chung quanh có hoa có nước, tĩnh mịch thanh nhã, yên tĩnh bình thản, cực kỳ thích hợp thanh tu, nơi đây hơi có vẻ keo kiệt. Mong rằng hứa tiền bối bỏ qua cho, Lý Thiên Quyết ngồi tại hứa thư đối diện, khiêm tốn nói, không sao, làm một đã từng dân đi làm, có thể ở ở loại địa phương này, xem như hứa thư lấy trước lý tưởng sinh sống hứa tiền bối uống trà sao lý thiên quyết lấy ra một bình hương khí bốn phía thanh trà cùng hai cái ngọc chén đặt lên bàn cười hỏi có thể hứa thư gật đầu thế là lý thiên quyết đưa tay cho hứa thư đổ một chén đây là chính ta trồng linh trà ngài nếm thử thế nào hứa thư cầm lấy ngọc chén uống vào cửa vào hơi ngọt đồng thời thoáng mang một ít đắng chát thấm vào ruột gan trọng yếu nhất chính là sen lẫn linh khí mặc dù đối hứa thư mà nói không có tác dụng gì, mùi vị không tệ, hứa thư vẫn chưa thỏa mãn, hứa tiền bối thích liền tốt. Lý Thiên Quyết lập tức lại cho hứa thư đổ một chén, hứa tiền bối, quanh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, kinh khủng tiếng đổ đột nhiên vang vọng tiêu giao sơn, đinh tai nhức óc, cũng nương theo lấy tầng tầng gợn sóng năng lượng hướng ra phía ngoài khuếch tán, hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, kinh động vô số phi cầm tẩu thú, tức làm cách xa nhau rất xa, như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được kia cổ đập vào mặt nóng bỏng sóng gió. Thổi hai người sợi tóc loạn vũ, thế nào thế nào, a à, là hát nhai phong a à. kia không sao, chật chật chật, so với lần trước động tĩnh còn lớn hơn, nhan trưởng lão đang nghiên cứu pháp thuật gì đâu, ngọa tào, ở đâu ra ngư đầu nhân, tiêu giao sơn đệ tử nghị luận ầm ĩ lý thiên quyết ngón tay khẽ rung, sắc mặt biến đổi không chừng, nơi xa, một tòa chủ phong lên cao lên cuồn cuộn khói đen tựa như dương nanh múa vuốt hung thú, thật lâu mới tiêu tán, ha ha, hẳn là nhan trưởng lão tại làm thí nghiệm, không cần lo lắng, hít một hơi thật sâu, Lý Thiên Quyết miễn cưỡng cười nói, cùng mặt khâu uống trụ lái xe đồng dạng, nhan dĩ tiếu chỗ chủ phong thường xuyên phát sinh bạo tạc, thuộc về tiêu giao sơn thường ngày, bởi vậy Lý Thiên Quyết cũng không phải cực kỳ lo lắng. Hứa thư, hắn tính đã nhìn ra, nơi này đều là nhân tài A, à, hai người lại nói chuyện với nhau vài câu, Hứa thư từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chồng sách thẻ ngọc đưa cho Lý Thiên Quyết, "Thứ gì?" "Tiếp nhận sách thẻ ngọc." Lý Thiên Quyết hơi sững sờ, "Kiếm 33." "Thiên Lý Truy Hồn." "Vạn Cổ Trường Thanh." "Đây là Thiên Kiếm Tông cùng Hạ Quốc Vương thất một chút pháp thuật dây truyền." Hứa thư chi tiết nói ra, không chút nào tránh làm trái, "T, hứa tiền bối vì sao lại có?" Lời còn chưa dứt, Lý Thiên Quyết vội vàng đổi giọng, "Vì sao cho ta?" khiên kiếm tông có thể cấp tốc cuộc khởi, cùng tiêu giao sơn, Đức Vân tự đặt song song hạ quốc tam đại thế lực, tuy có vương thất nâng đỡ nguyên nhân, nhưng cũng tuyệt đối không thể kinh thường, về phần vương thất, liền càng không cần phải nói, không hề nghi ngờ là hạ quốc cường đại nhất một cổ, thế lực, cả hai công pháp bí tịch đều là đỉnh cấp truyền thừa, vô luận để ở nơi đâu đều đủ để nhất lên một trận gió tanh mưa máu, hứa thư sao lại vô duyên vô cớ đưa cho hắn, ta muốn dùng bọn chúng trao đổi tiêu giao sơn một chút pháp thuật học tập, có thể chứ, hứa thư đi thẳng vào vấn đề nói. Ây, Lý Thiên Quyết mộng bức, kém chút hoài nghi mình nghe lầm, một vị hư hư thực thực vô tượng cảnh cấp bậc siêu cấp cường giả, lại muốn học tập tiêu giao sơn cấp thấp pháp thuật. Lý Thiên Quyết càng ngày càng không hiểu rõ, bất quá hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, không có vấn đề, nói. Lý Thiên Quyết lấy xuống tùy thân đeo ngọc bài nói, đây là thân phận ngọc bài của ta, cầm nó có thể tự do xuất nhập tiêu giao sơn bất kỳ địa phương nào, bao quát tàn thư các, kỳ thật dựa theo hứa thư thực lực, tức làm cường thủ hào đoạt lý thiên quyết cũng không có cách nào, nhưng hứa thư hiển nhiên là cái giảng đạo lý người, cho nên lý thiên quyết không có lý do cự tuyệt, huống chi có thiên kiếm tông cùng hạ quốc vương thất công pháp bí tịch, tiêu giao sơn thực lực cũng sẽ đạt được tăng lên. Có sao mà không làm đâu, đa tạ, giao dịch đạt thành, bởi vì có sự vụ khác phải xử lý. Lý Thiên Quyết không có tiếp tục ở lâu, rất nhanh cáo từ rời đi, hứa thư tại trong sân chuyển hai vòng về sau, thì xuống núi thẳng đến tàn thư cát, chờ chút, tàn thư cát ở đâu. Chương 49, như thế nào sử dụng linh thức, hứa thư lúng túng, hắn lần đầu tiên tới tiêu giao sơn, làm sao biết tàn thư cát ở nơi nào, may mắn, đang chuẩn bị đi địa phương khác tiêu hổ vừa vặn đi ngang qua, tiên tôn, nhìn thấy hứa thư, tiêu hổ lập tức sững sờ. Vội vàng không người hành lễ, biểu lộ hơi có vẻ kích động, tại tận mắt nhìn thấy hứa thư trong nháy mắt nháy mắt giết hơn vạn tầng quân về sau. Tiêu hổ đã đem hắn trở thành tiên nhân đối đãi tràn ngập kính ngưỡng cùng hướng tới, ngươi biết tàn thư các ở nơi nào sao, hứa thư lười nhát xoắn suýt xưng hô, mở miệng hỏi, tiên tôn muốn đi tàn thư các, tiêu hổ kinh ngạc, dựa theo quy định, không phải tiêu giao sơn đệ tử là không cho phép tiến vào tàn thư các, mặc dù hứa thư thực lực thông thiên, nhưng chung quy là ngoại nhân mà tiêu hổ lại từ trước đến nay gò bó theo khuôn phép, chưa từng trái với bất luận cái gì sơn môn điều lệ, bởi vậy có chút khó khăn, dường như nhìn ra tiêu hổ nội tâm ý nghĩ, hứa thư lấy ra lý thiên quyết cho hắn khối kia ngọc bài nói, cầm cái này có thể chứ, trưởng môn thân phận ngọc bài, tiêu hổ một mặt kinh ngạc, lập tức liên tục gật đầu, có thể có thể, ta mang ngài đi thôi. Nói, đi đầu hướng tàn thư các bay đi, đã liền trưởng môn đều đồng ý, khi cũng không cần phải do dự, tàn thư các tọa lạc ở phía đông, là tiêu giao sơn nơi quan trọng nhất một trong, bên trong cơ hồ chứa đựng tiêu giao sơn từ xưa đến nay tất cả công pháp và truyền thừa, bao gồm kim một thủy hỏa thổ phong lôi băng quan ám 10 loại thuộc tính, cho nên để bảo đảm an toàn. Phụ cận không chỉ có trận pháp dày đặc, cấm chế rất nhiều, thậm chí còn tọa trấn lấy một vị hợp đan cảnh trưởng lão, ngoài ra, phàm là cho mượn đi công pháp bí tịch nhất định phải kịp thời trả lại không phải liền sẽ lọc vào xử phạt, nhẹ thì diện bích hối lỗi, nặng thì trục xuất tiêu giao sơn, như cố ý tiết lộ cho thế lực khác lời nói, thì sẽ bị trực tiếp xử tử. Rất nhanh, tiêu hổ cùng hứa thư đi tới tàng thư các chỗ khu vực, tàng thư các tổng cộng chia làm 3 tầng, trong đó ngoại môn đệ tử chỉ có thể tiến tầng thứ nhất, cũng là phạm vi lớn nhất, nội môn cùng hạch tâm đệ tử thì có thể tiến tầng thứ hai, học tập cao hơn cấp bậc công pháp bí tịch, về phần tầng thứ ba, nhất định phải đạt tới hợp đan cảnh mới có tư cách đặt chân. Gặp qua tiêu sư huynh, tiêu sư huynh, ngươi trở về nhà, đã lâu không gặp, tiêu hộ, nghe nói ngươi gần nhất đi an lương thành, tiêu sư huynh, chỉ một thoáng, từng cái nhận biết tiêu Hổ đệ tử nhau nhau trên trước chào hỏi, hoặc là hàng huyên, hoặc là lấy lòng, thái độ cực kỳ nhiệt tình, rốt cuộc tại tiêu giao sơn, tiêu Hổ chính là xếp hạng trước 10 thiên tài, đệ tử bên trong không ai dám coi nhẹ. Đối với cái này, tiêu hổ cực kỳ không kiên nhẫn hắn tùy tiện qua loa hai câu quay người đối hứa thư nói tiên tôn nơi này chính là tàn thư cát đa tạ hứa thư khẽ gật đầu cho đến lúc này mọi người mới chú ý tới đứng tại tiêu hổ bên cạnh hứa thư người này là ai vì sao chưa bao giờ thấy qua không biết a à? tiêu sư huynh gọi hắn tiên tôn ta không nghe lầm chứ chẳng lẽ là cái nào ẩn cư trưởng lão làm sao có thể hứa thư không có để ý chung quanh tiêu giao sơn đệ tử nghị luận nhấc chân đi hướng tàn thư cát, dừng lại, một đạo hàng quan hiện lên, mang theo lăng lệ sát ý, ngăn ở hứa thư thân trước, soạt, kiếm phong cắm vào mặt đất, khoảng cách hứa thư chỉ có khoảng nửa mét, sau đó một cái khoang bào đại tụ, tiên phong đạo cốt lão đầu râu bạc từ trên trời giáng xuống. Một chân dẫm tại trên chui kiếm, nhẹ như không có vật gì, ngươi là ai, lão đầu râu bạc lạnh lùng chất vấn, thấy thế, tiêu hổ quá sợ hãi. Thế mà đem tỏa trấn tàn thư các trưởng lão đem quên đi, lúc này xông đi lên kêu lên, tiên tôn, thủ hạ lưu tình, lời vừa nói ra, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây các đệ tử ánh mắt, mau nhìn, cái kia người bị thạch trưởng lão cản lại. Tình huống như thế nào, nguyên lai hắn không phải tiêu giao sơn đệ tử, sẽ không đánh đứng lên đi, ha ha, dám xông vào ta tiêu giao sơn tàn thư cát, gia hỏa này chết chắc, mọi người ở đây thảo luận thạch trưởng lão sẽ như thế nào trấn áp hứa thư lúc, chỉ thấy thạch trưởng lão nhíu mày. Nhìn về phía tiêu hổ, hắn là bằng hữu của ngươi. Ngươi không biết ngoại nhân không được đi vào tàn thư các sao. Mang theo hắn nhanh chóng rời đi. Nếu không đừng trách ta không khách khí, vừa dứt lời, liền nghe tiêu hổ nhanh chóng nói, tiên tôn, thạch trưởng lão không phải cố ý mạo phạm ngài, hy vọng ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha cho hắn một mạng, thạch trưởng lão, ê! Không quan hệ, ta sẽ không tùy tiện động thủ, hứa thư sạm mặt lại, có chút im lặng mình giống loại kia bởi vì một hai câu liền động một tí giết người quái tử thủ sao huống chi tại không rõ ràng nguyên nhân cụ thể tình huống dưới thạch trưởng lão kỳ thật làm không sai tiêu hổ ngươi đang làm gì thạch trưởng lão sắc mặt khó coi trầm giọng hỏi thạch trưởng lão quên giới thiệu vị này liền là tại an lương thành đánh lui tần quân tiên nhân gặp hứa thư không có truy cứu ý tứ tiêu hổ nhẹ nhàng thở ra giải thích nói cái gì thạch trưởng lão bỗng nhiên mở to hai mắt. Lộ ra biểu tình kiếp sợ, người này chính là mạc khâu phù văn truyền âm bên trong cái kia một chiêu nháy mắt giết hơn vạn tần quân, thực lực thông thiên vô tượng cảnh đại năng. Làm sao lại xuất hiện tại tiêu giao sơn, là trưởng môn mời tiên tôn tới. Tự hồ sợ thạch trưởng lão lần nữa hiểu lầm, tiêu hổ nói tiếp, đúng rồi, tiên tôn có trưởng môn thân phận ngọc bài. Có thể tiến vào tàn thư các, nghe vậy, hứa thư rất phối hợp lộ ra ngọc bài cũng để cho tiện lý do trực tiếp treo ở bên hông lần này cũng không quản đi đến cái nào đều sẽ không có người cản hắn đi aaa à à à, thạch trưởng lão lập tức nhảy xuống chui kiếm chuyển đổi gương mặt tránh ra con đường mời đến thế là hứa thư thuận lợi tiến vào tàn thư cát xảy ra chuyện gì thạch trưởng lão làm sao để cái kia người tiến vào hắn giống như có trưởng môn thân phận ngọc bài tê, thật hay giả ta nghe được cái gì an lương thành tiên nhân, đám người hai mặt nhìn nhau, trăm mối vẫn không có cách giải, trong tàn thư các trang trí rất đơn giản, trưng bày lấy từng dãy giá sách, cũng có bộ phận thẻ ngọc quyển trục đặt ở đơn độc hộp thủy tinh bên trong, thậm chí bao vây lấy chùm sáng, bất quá những cái kia cũng phải cần quyền hạn đặc biệt. Hoặc là chấp hành nhiệm vụ mới có thể đổi lấy ban thưởng, hứa thư vốn định trực tiếp trên tầng thứ ba, nhưng suy tư một lát, vẫn là lưu tại tầng thứ nhất, tiên tôn, tầng thứ nhất đều là ngưng khí cảnh tu tập công pháp, tiêu hổ nhắc nhở, hắn thấy, hứa thư thân là vô tượng cảnh đại năng, hẳn là sẽ không đối ngưng khí cảnh cấp bậc công pháp bí tịch cảm thấy hứng thú. Ừm, hứa thư hai tay chấp sau lưng, tại từng dãy giá sách ở giữa cất bước quan sát, phản phất căn bản không nghe thấy tiêu hổ, ngưng khí cảnh xác thực rất yếu, nhưng cùng lúc cũng đại biểu cho, cơ sở. Mà hứa thư bây giờ nghĩ học tập chính là tu tiên giả bên trong cơ sở nhất một loại năng lực, không bao lâu hứa thư đứng tại nơi hẻo lánh bên trong một cái giá sách trước đưa tay rút ra một bản trang bìa ố vàng sách nhỏ tiêu hổ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc theo bản năng tới gần đi xem như thế nào sử dụng linh thức đây không phải người tu hành cơ sở nhất năng lực sao tiêu hổ cảm thấy nhất định nhìn lầm dùng sức dụi dụi con mắt kết quả vẫn như cũ là như thế nào sử dụng linh thức như thế nào sử dụng linh thức tiêu hổ mỗi chữ mỗi câu đọc lên đến rốt cục xác định mình chưa từng xuất hiện ảo giác. Chương 50, càng quét cửu châu, linh thức xem như người tu hành lực lượng thần hồn kéo dài, có thể thấy rõ bốn phương tám hướng hết thảy, sau con mắt nhạy cảm gấp mấy trăm lần, đồng thời có thể trực tiếp xuyên thấu vật thể, quan sát nội bộ. Mà lực lượng thần hồn càng mạnh, linh thức phạm vi thường thường cũng càng lớn. Dưới tình huống bình thường, một cái ngưng khí cảnh bốn tầng tả hữu tu sĩ liền có thể sử dụng linh thức bất quá nhiều nhất triển khai vài mét, giống tiêu hổ loại này trúc linh cảnh tu sĩ, đã có thể đạt tới ba cây số, nếu là loại kia chuyên tu thần hồn, có lẽ lợi hại hơn, tóm lại, như thế nào sử dụng linh thức hẳn là tại ngưng khí cảnh liền học được, dù là tiêu giao sơn ngoại môn đệ tử đều ứng vận tự nhiên, hứa thư thế mà muốn nhìn loại này cơ sở nhất đồ vật. Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ lại có cái gì cái khác dụng ý, tiêu hổ vắt hết ốc, thực sự nghĩ mãi mà không rõ trên thực tế hứa thư xác thực không hiểu được làm sao sử dụng linh thức bởi vì hắn tại trong thế giới game có bản đồ giao diện ấn mở sau có thể trực tiếp xem xét căn bản không cần đến linh thức cho nên muốn nếm thử lấy học tập một chút liền là không biết có thể thành công hay không rốt cuộc hắn lực lượng cùng phương thế giới này khác biệt sau đó hứa thư lại tuyển mấy quyển cơ sở pháp thuật thảnh thơi thảnh thơi rời đi tàn thư cát trước học đơn giản một chút a à dù sao hắn hiện tại có nhiều thời gian, cáo biệt tiêu hổ, hứa thư về tới thứ 13 phong sân nhỏ, ca ca, ngươi đi đâu? Có ăn ngon sao, tiểu đồng lung lay ngốc mau, đầy mắt chờ mong. Khóe miệng chảy ra chảy nước miếng, không có, hứa thư im lặng, tùy tiện tìm cái gian phòng ngồi xếp bằng xuống, sau đó mở ra như thế nào sử dụng linh thức, thiên thứ nhất, cái gì là linh thức, bên trong kỹ càng miêu tả linh thức là cái gì, làm lời mở đầu rất bình thường, thiên thứ hai, linh thức là như thế nào hình thành, giới thiệu linh thức nhưng thật ra là thần hồn chi lực ngưng tụ mà thành. Thiên thứ ba, linh thức sở trường điểm yếu, đệ tứ thiên, linh thức diệu dụng, khá lắm, cuối cùng là để người học tập sử dụng linh thức đâu vẫn là linh thức sách hướng dẫn, rốt cục, thiên thứ năm, bắt đầu giảng dạy như thế nào sử dụng linh thức, chính như trước đó nói, linh thức là lực lượng thần hồn kéo dài, cho nên muốn học tập linh thức, đầu tiên nhất định phải có được không thấp lực lượng thần hồn. Nhưng Hứa Thư đối lực lượng thần hồn của mình không khái niệm gì, bởi vậy chỉ có thể nhắm mắt lại, toàn bộ dựa theo sách bên trong giảng giải đi vận chuyển, một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ, đại khái chừng nửa canh giờ, Hứa Thư mơ hồ cảm nhận được không khí bên trong lưu động linh khí, tiếp lấy toàn bộ thế giới chậm rãi từ hắc ám chuyển biến làm quang minh. Hiện ra sàn nhà, cái bàn, bình hoa các thứ, cứ việc có chút mơ hồ, nhưng có thể xác định là hắn trước mắt chỗ gian phòng lại sau một lúc lâu, hình tượng càng ngày càng rõ ràng, hiển hiện đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, quả thực tự như đem gian phòng cảnh tượng trực tiếp bắn ra đến trong đầu của hắn, mà lại là loại kia lập thể hình dạng, mỗi cái vật thể. Mỗi ngóc ngách rơi, mỗi đường vân, thậm chí mỗi hạt tro bụi, đều rõ ràng, có thể xưng cẩn thận nhập vi, không chỉ có như thế, hứa thư còn có thể tùy ý hoán đổi góc độ, từ phương hướng khác nhau quan sát, để hắn có loại trưởng khống thế giới cảm giác, đây chính là linh thức sao, hứa thư cảm khái, quả nhiên cùng trong thế giới game nhìn địa đồ hoàn toàn khác biệt. Thành công, không nghĩ tới đơn giản như vậy thuận lợi, nói trở lại, cho đến tận nay hứa thư giống như vô luận học pháp thuật gì bí tịch đều dị thường nhẹ nhõm, chưa bao giờ vượt qua hai canh giờ, nếu không phải trong cơ thể lực lượng cùng linh khí sinh ra bài xích, thiên phú của mình đặt ở tu tiên giới hẳn là cũng không kém A, à, hơi bình phục một chút tâm tình hứa thư quyết định đem linh thức chậm rãi hướng ra phía ngoài kéo dài nhìn xem phạm vi lớn bao nhiêu thế là hắn thăm dò tính phóng thích càng nhiều lực lượng thần hồn quanh trong chốc lát đất trung núi chuyển hào quang phun trào giữa thiên địa liền lên phích lịch hạ xuống rất nhiều dị tượng giống như hư không hiện ra cùng lúc đó vô hình gợn sóng lấy hứa thư chỗ gian phòng làm trung tâm tấp tốc càng quét tiêu giao sơn không ngừng quét ngang khuếch trương không ngừng không nghỉ rầm 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 gần sóng những nơi đi qua, các bay đá chạy, cùng phong gào thét, ngắn ngủi mấy giây, đã bao phủ cửu châu chi địa, hơn phân nửa hạ quốc, giờ khắc này, phàm là bị hứa thư linh thức bao trùm người, mặc kệ ở nơi nào, tu vi gì, sinh linh gì, đều là cảm thấy giống như đều không mặc gì lấy đứng tại người khác mặt trước, liền huyết nhục. Kinh mạch, xương cốt, linh lực đều bị nhìn sạch sẽ, may mà hứa thư phát giác được không đúng, kịp thời thu liễm, mới không có để linh thức tiếp tục tứ ngược dù vậy, như cũ làm vô số tu sĩ kinh hải muốn tuyệt, trung lẫy bẫy, hô hô hô, một tên đợi tại mật thất bên trong bế quan tu sĩ đầu đầy mồ hôi lạnh thở hỗn hển, toàn thân run rẩy, phải biết, hắn căn này mật thất chính là đặc thù vật liệu đá đúc thành. Bên ngoài bố trí lượng lớn trận pháp, có thể che đậy linh thức nhìn trộm, nhưng vừa rồi kia cổ không cách nào nói rõ kinh khủng linh thức lại như bẻ cành khô giống như phá vỡ hết thảy rơi ở trên người hắn, như nhập vô nhân chi cảnh, ngàn dặm bên ngoài, một cái nằm tại ao máu bên trong khô gầy lão giả trong nháy mắt tay chân cứng ngắc, khó mà tin lẫn đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, trống, hôi yểm sơn lâm, đám yêu thú phản phất thấy được nửa tháng lúc trước cái làm chúng nó nghe tin đã sợ mất mật nhân loại đáng sợ, điên cuồng chạy trốn, tình huống tương tự tại hạ quốc các nơi phát sinh, nhất lên thao thiên cự lãng, Tề Châu, Đức Vân tự mấy vị chính niệm kinh bái Phật tăng nhân mở tròn mắt, mặt lộ vẻ hải nhiên. A Di Đà Phật, thật là hùng vĩ linh thức, hẳn là. Là linh thức A, một người trong đó không xác định nói, không có cách, hắn còn chưa bao giờ thấy qua mênh mông như vậy vô ngần linh thức chi lực, dọa đến kém chút hôn mê, từ chỗ nào phát ra tới, quá xa, tìm không thấy vị trí, muốn hay không thông tri phương trượng, ngươi cảm thấy phương trượng sẽ không cảm ứng được sao. Khụ khụ, Chúng ta tốt nhất vẫn là chớ trêu chọc, có đạo lý, A Di Đà Phật, Phật gia, từ trước có ý tứ từ tâm, hoàng cung, hậu hoa viên, hạ vương sắc mặt trắng nhợt, như gặp phải trọng kích, bệ hạ, ngài không có sao chứ? Thái giám bên cạnh muốn đi nâng, kết quả bị một cước đạp bay, bị mất mạng tại chỗ, cút. Cho hết cô cút, hạ vương gầm thét, còn lại các lập tức tâm như hến thối lui. Sợ biến thành xuống một cái thằng xui xẻo, làm hạ quốc người mạnh nhất Hạ Vương một mực cực kỳ hưởng thụ vô địch cảm giác, trầm mê say mê, nhưng vừa rồi kia cổ linh thức, lại để hắn nhịn không được trung, muốn quỳ lại, đây là Hạ Vương tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, mình chính là quân vương, cao cao tại thượng, há có thể cho người khác quỳ lại, không? Hạ Vương nghiến răng nghiến lợi, giống như điên cuồng, vẻn vẹn linh thức liền làm hắn sợ hãi, bản tôn chỉ sợ chí ít đạt đến vô tượng cảnh, là cái kia tại An Lương Thành đánh lui tần quân tiên nhân sao? hắn đang gây hấn với ta, tốt, cực kỳ tốt, hạ vương ánh mắt chớp động, song quyền nắm chặt, giờ này khắc này, hỗn loạn nhất không ai qua được tiêu giao sơn. Nhất là 13 phong khu vực phụ cận, từng cái đệ tử thất kinh, lời nói không có mạch lạc chạy đến, không rõ chuyện gì xảy ra, liền liền trưởng lão cũng không ngoại lệ. Sau khi thông quan trò chơi, ta vô địch. Chương 51, suy đoán, vừa rồi đó là cái gì, không rõ ràng, Quá kinh khủng, ta chính tu luyện, kém chút bị hù chết, chẳng lẽ là trưởng môn linh thức, à? Vậy ta cùng nam đồng sư huynh sự tình chẳng lẽ không phải bị, ô ô ô, trưởng môn sẽ không nhìn thấy ta thủ dâm đi. Không mặt mũi thấy người, tốt, hiện tại tất cả mọi người biết, cách đó không xa, tiêu hổ nhìn qua thứ 13 phong. Biểu lộ hơi có vẻ phức tạp, nửa canh giờ trước hứa thư từ tàn thư cắt cầm đi như thế nào sử dụng linh thức hiện tại liền xuất hiện một cổ không gì so sánh nổi linh thức quét ngang tiêu giao sơn, không cần nghĩ cũng biết ai làm ra, vấn đề là, hứa thư thật vừa mới học tập sử dụng linh thức sao, đến cùng chuyện gì xảy ra, một bên khác, ngoại trừ nhan dĩ tiếu bên ngoài. Chính vị trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, nghị luận ầm ĩ các ngươi cảm nhận được sao, nói nhảm, đương nhiên, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mẹ kiếp, ta làm sao biết, trưởng môn đâu, giống như tại thanh hư cung, hẳn không phải là trưởng môn, trưởng môn không mạnh như vậy, đến bọn hắn cấp bậc này, đối bất kỳ lực lượng nào cảm giác đều so cấp thấp tu sĩ càng nhạy cảm rõ ràng. phổ thông đệ tử có lẽ chỉ là bị giật nảy mình, nhưng bọn hắn lại có thể khắc sâu ý thức được vừa rồi kia cổ quét ngang tiêu dao sơn linh thức khủng bố đến mức nào, quả thực giống như thương khung áp đỉnh, nghiền nát trong thiên địa tất cả, bá đạo tuyệt luân, làm người chỉ có thể cúi đầu cúng bái, căn bản không dám phản kháng mà ở đây trưởng lão cơ bản đều cùng Lý Thiên Quyết quen biết trên trăm năm. Có thể khẳng định hắn tuyệt đối không mạnh như vậy, tức làm tiếng giai tạo hóa cảnh cũng giống vậy, trước mắt toàn bộ Tiêu giao Sơn có thể làm được điểm này, Mặt Khâu quay đầu nhìn về thứ 13 phong, vừa rồi kia cổ linh thức, giống như đúng là từ thứ 13 phong truyền tới, làm sao vậy? Lão Mạc, phát giác được Mạc Khâu dị thường, tóc đỏ trung niên nhân hỏi thăm. Khụ khụ, các ngươi có phải hay không quên hứa tiền bối? Mạc khâu nhỏ giọng nói, hứa tiền bối, trong đó mấy tên còn không nhận được tin tức trưởng lão một mặt mộng bức, đúng a, à, ta tại sao lại quên hắn, tóc đỏ trung niên nhân vỗ đầu một cái, như ở trong mộng mới tỉnh, các ngươi đang nói cái gì, một vị trưởng lão nhịn không được hỏi, hứa tiền bối liền là tại An Lương Thành bức lui tầng quân vị kia tiên nhân. Hắn bị trưởng môn mời tới tiêu giao sơn, mà khâu giải thích nói, cái gì, mấy tên trưởng lão chấn kinh, tiêu giao sơn hiện tại lại có vị hư hư thực thực vô tượng cảnh cấp bậc cường giả, nếu như là như vậy lời nói, vừa rồi kia cổ linh thức tự hồ liền nói thông, chúng ta muốn hay không đi hỏi một chút tình huống gì, vẫn là trước hết mời bày ra trưởng môn đi. Đúng đúng đúng, chính vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, thả người bay về phía thanh hư cung, cùng lúc đó, thanh hư cung nội, Lý Thiên Quyết lồng ngực kịch liệt chập trùng, một mặt chưa tỉnh hồn, mỗi ngày khoảng thời gian này, Lý Thiên Quyết cũng sẽ ở xử lý song tông môn sự vụ sau suy nghĩ viễn vông tu luyện, tăng lên thần hồn chi lực, chỉ là hôm nay làm sao cũng không nghĩ tới. Lại đột nhiên toát ra một cổ kinh khủng như vậy linh thức, trong nháy mắt đó, Lý Thiên Quyết cảm thấy thần hồn của mình tựa như đưa thân vào mênh mông tinh không một hạt cho bụi, không có ý nghĩa, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ mẫn diệt, cứ việc đối phương không có bất kỳ cái gì nhằm vào hắn ý tứ, nhưng Lý Thiên Quyết như củ dọa đến suýt nửa hồn phi phách tán thật là đáng sợ. Đợi kia cổ linh thức tiêu tán, Lý Thiên Quyết không chút do dự, tranh thủ thời gian thu hồi thần hồn, sợ một lần nữa mình liền xong đời, hô hô hô, vẹn vẹn mấy giây thời gian, Lý Thiên Quyết quần áo đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, tay chân càng là khống chế không nổi run rẩy, kỳ quái, vì sao kia cổ linh thức mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, tự hồ ở đâu gặp qua. Lý Thiên Quyết nhíu mày suy tư thật lâu, rốt cục nhớ tới hơn nửa tháng trước một buổi tối, hắn đồng dạng tại suy nghĩ viễn vông, sau đó trong lúc vô tình bắt được hơn vạn kiếm ảnh tràn cảnh, không sai, liền là cái loại cảm giác này, lần này phương hướng. A, à, tại tiêu giao sơn, Lý Thiên Quyết khó mà tin trừng to mắt, hứa tiền bối, ngắn mũi sau khi hết khiếp sợ. Lý Thiên Quyết lập tức nghĩ đến hứa thư, rốt cuộc phóng tầm mắt tiêu giao sơn, cũng chỉ có hứa thư có thể phóng xuất ra mãnh liệt như vậy linh thức. Chẳng lẽ hứa thư liền là hơn nửa tháng trước thi triển kiếm ảnh thông thiên đại năng, suy nghĩ kỹ một chút, mà Khâu từng nói cho hắn biết là tại Thanh Thu Trấn nhận biết hứa thư, nơi nào khoảng cách hôi yểm Sơn Lâm rất gần. Mà lúc trước kiếm ảnh cũng đến từ hôi yểm Sơn Lâm, tiến một bước ấn chứng lý thiên quyết suy đoán, trưởng môn, trưởng môn, cái này, chính vị trưởng lão vọt vào. Vừa muốn mở miệng liền thấy Lý Thiên Quyết bộ dáng chật vật, trưởng môn, ngài không có sao chứ, không có việc gì, Lý Thiên Quyết lắc đầu, các ngươi có chuyện gì không, trưởng môn, hứa tiền bối bên kia mặt khâu trên trước bẩm báo, nói rõ ý đồ đến, quả nhiên là hứa tiền bối sao? Lý Thiên Quyết như có điều suy nghĩ, phân phó nói, không cần các ngươi quản, nên làm gì làm cái đó đi thôi. Trên thực tế, muốn quản cũng không quản được a, à, đúng, chính vị trưởng lão đồng dạng minh bạch đạo lý này. Lúc này thức thời rời đi, dù sao chỉ cần hứa thư đối tiêu Giao Sơn không có ác ý là được. Hôm nay bọn hắn cũng coi như cảm nhận được tiên nhân vi năng khó trách có thể trong nháy mắt bước lui tần quân, để mạc khâu tôn sùng vô cùng, so sánh dưới, bọn hắn cơ hồ cùng sâu kiến không khác nhau, nhất là tóc đỏ trung niên nhân, nguyên bản hắn còn muốn khiêu chiến hứa thư, hiện tại đã triệt để minh bạch hai người trên lệch, lựa chọn từ bỏ, về phần thạch trưởng lão. Thì lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt hắn tại tàn thư các bên ngoài không trực tiếp động thủ, chờ một chút, Lý Thiên Quyết gọi lại chính người, đừng quên trấn an phía dưới bị hoảng sợ đệ tử, Ê! Giống như có chút dùng sức quá độ, hứa thư thu hồi linh thức, bất đắc dĩ gãi đầu một cái, hắn đối lực lượng thần hồn của mình căn bản không có chút nào khái niệm. Chỉ là nếm thử tính thả ra một chút, kết quả không nghĩ tới sẽ tạo thành lớn như vậy động tĩnh. may mà linh thức không có gì tính thực chất tổn thương, nếu không toàn bộ hạ quốc sợ là sẽ phải trong nháy mắt thay nằm ngàn vạn. Máu chảy thành sông, đương nhiên, hứa thư cũng thông qua linh thức thấy được hạ quốc các nơi hình tượng, tỉ như quỷ dị ẩn nấp động thiên phúc địa. Vì tranh đoạt một gốc linh thực quyết tử đấu tranh, cố gắng mạnh lên tu sĩ, cùng hoặc cười, hoặc giận, hoặc bi thương, hoặc cừu hận khuôn mặt, cùng ngạo mạn vô lễ quyền quý, chết đói ven đường tên ăn mày, cuối cùng mới hợp thành chúng sinh, khổng lồ như thế lượng tin tức đổi lại những người khác hẳn là sẽ trực tiếp không chịu nổi sụp đổ, nhưng hứa thư lại có thể tin chuẩn phân biệt, Bất quá có lần này giáo huấn, hứa thư tiếp xuống học tập pháp thuật lúc cố ý ở bên người ném đi cái 98 cấp kỹ năng, phòng ngự tuyệt đối, tên như ý nghĩa, một cái phi thường kiên cố bình chướng, vừa vặn che lại hứa thư, coi như đợi chút nữa không cẩn thận dùng sức quá độ, cũng sẽ không lại tác động đến những người khác, không hỏa thuật, vẫn như cũ là đơn giản cơ sở pháp thuật. Một khắc đồng hồ về sau, hứa thư lòng bàn tay sáng lên liệt nhật giống như ánh sáng chói mắt mang, hóa thành lửa cháy hừng hực cơ hồ đem không gian thiêu hủy, lại là một khắc đồng hồ trôi qua, dòng nước trống rỗng ngưng tụ, hứa thư học xong khống thủy thuật, sau đó là ngự phong thuật, động địa thuật, trưởng tâm lôi, làm hứa thư đẩy cửa ra ra khỏi phòng lúc, đã học xong hôm nay từ trong tàn thư các mang tới tất cả pháp thuật, mà lại toàn bộ thuộc về cường hóa phiên bản. Chương 52, Hóa hình, ca ca, ta đói nha, tiểu đồn vèo một tiếng bay đến hứa thư trên bờ vai. Ông cổ của hắn làm nũng nói, ngươi trong nhẫn chứa đồ thịt nướng đâu, hứa thư nhớ kỹ tại hôi yểm sơn lâm lúc chuẩn bị rất nhiều thịt nướng bỏ vào trữ vật giới cung cấp tiểu đồng dùng ăn tới, ăn sạch, tiểu đồng chép miệng, dơ lên ngực trước trữ vật giới, nhanh như vậy. Hứa thư nhìn lướt qua, phát hiện bên trong quả nhiên đã rỗng tuyết, ai, hắn còn đánh giá thấp tiểu đồng sức ăn a, à, tốt a, ngươi trước chờ ở tại đây, nói xong, hứa thư thân hình lấp lóe, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đại khái sau 3 phút hứa thư xuất hiện lần nữa, trong tay dẫn theo một con yêu thú cấp 2 thi thể, hôm nay tiếp tục ăn thịt nướng đi, cốt A. Chỉ chốc lát, trong sân bay lên nồng đậm mùi thịt, cực kỳ mê người, A ô, tiểu đồn ôm lấy so với mình còn lớn đùi, hung hăng cắn một cái, lộ ra nụ cười hạnh phúc, chỉ có ăn no rồi, nàng mới phát giác được an tâm, đáng nhắc tới chính là, cái này yêu thú cấp 2 là hứa thư từ hôi yểm sơn lâm bắc. Rốt cuộc phụ cận không yêu thú nào, mà với hắn mà nói vượt qua hơn nghìn dặm khoảng cách bất quá là trong chốc lát thôi. Nhìn xem tiểu đồng vui vẻ ăn thịt nướng, hứa thư đồng dạng kéo xuống một đầu đùi gặm bắt đầu, rất nhanh, mặt trời sắp lặn, màn đêm buông xuống, nặng đến mấy trăm cân yêu thú thịt toàn bộ tiếng hai người trong bụng, chính xác giảng, hẳn là 90% đều tiếng tiểu đồng trong bụng, tức làm hứa thư đã biết tiểu đồng có thể đang ăn đồ vật đồng thời đem đồ ăn bên trong năng lượng chuyển hóa làm tự thân linh lực tựa như cái hang không đáy giống như, nhưng vẫn là sẽ nhịn không được cảm khái, nhỏ như vậy thân thể, thế mà có thể chứa nhiều đồ như vậy, ngô, đột nhiên, nằm trên mặt đất nâng cao bụng tiểu đồn kêu lên một tiếng đau đớn, ông chặt hai chân, cuộn mình đứng người dậy, thế nào, hứa thư nhíu mày, vừa muốn trên trước xem xét, tiểu đồn trong cơ thể liền tỏa ra ánh sáng, đem mình bao phủ, tình huống như thế nào, không đợi hứa thư kịp phản ứng, linh khí trong thiên địa bỗng nhiên cấp tốc hướng phía tiểu đồn hội tụ, hình thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy, cùng lúc đó, tiểu đồn khí tức cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên, đây là sắp triệu chứng đột phá, kỳ thật mới quen tiểu đồn lúc, thực lực của nàng liền đã rất gần trúc linh cảnh đỉnh phong. Nếu không cũng không cách nào tại hôi yểm sơn lâm nội bộ tồn sống lâu như thế, về sau đi theo hứa thư mỗi ngày ăn ẩn chứa năng lượng khổng lồ yêu thú thịt, thuận lợi tấn cấp làm trúc linh cảnh đỉnh phong hiện tại ăn hơn phân nửa yêu thú cấp 2, lại sắp đột phá rồi sao, hơi chút trầm ngâm, hứa thư tiện tay tại sân nhỏ bên ngoài bày ra bình chướng, bảo đảm tiểu đồn an toàn. Sau đó đứng dậy đi ngủ đây, hôm sau, trời tờ mờ sáng, mới lên mặt trời xua tan hắc ám, tản mát ra ấm áp ánh sáng, chiếu sáng mặt đất, hứa thư mở ra hai con ngươi, đầu tiên đập vào mi mắt chính là mái đầu bạc trắng, nhu hòa bóng loáng, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là tiểu đồn, ca ca ngươi tỉnh rồi, tiểu đồn ngẩng đầu, nhất thời làm hứa thư sững sờ, bởi vì tiểu đồn mũi heo lại biến thành một cái thanh tú đáng yêu nhân loại cái mũi. Không chỉ có như thế, liền cái đuôi cũng biến mất không thấy gì nữa, ngoại trừ hình thể như cũ chỉ có khoảng 30cm bên ngoài, cơ bản đã hoàn toàn cùng nhân loại không khác nhau, hì hì, ca ca, ta thành công tiếng giai hợp đan cảnh, rất lợi hại đi, tiểu đồn hai tay chống nạnh, cao hứng đứng tại hứa thư trên thân, mọi người đều biết, yêu thú tại tấn thăng hai giai sau liền có thể căn cứ sở thích của mình hóa hình. Chỉ bất quá bởi vì đại bộ phận yêu thú cừu thị nhân loại, khinh thường tại hóa hình thôi, tiểu đồng sở dĩ sẽ sách trước hóa hình, thì là bởi vì ăn nhầm còn chưa thành thục hóa hình thảo, nhưng cũng dẫn đến nàng hóa hình không đủ hoàn toàn, lưu lại cái mũi cùng cái đuôi, hiện tại thành công tấn thăng hai giai, tự nhiên có thể triệt để hóa hình, lợi hại, thật lợi hại. Hứa thư cười vút vút tiểu đồng đầu, hắc hắc hắc, tiểu đồn mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, ha, đi vào trong sân, hứa thư duỗi lưng một cái, thu hồi bình chướng, ngồi vào bên cạnh thạch đình bên trong, nhằm chán thưởng thức cảnh hồ, dự định đợi chút nữa đi tàn thư các tầng hai nhìn xem, không sai, trong viện có cái hồ nước, mà lại trồng đầy các loại đủ mọi màu sắc hoa sen. Linh khí phiêu miểu, phá lệ duy mỹ, đông đông đông, hứa tiền bối, lý mổ cầu kiến, bên ngoài vang lên lý thiên quyết thanh âm, vào đi. Hứa Thư Lơ đã nói, đạt được đồng ý, Lý Thiên Quyết mới dám đẩy cửa vào, hứa tiền bối, Lý Thiên Quyết chấp tay hành lễ, không cần đa lễ, gọi tên ta là đủ, nghe lâu về sau, luôn cảm thấy xưng hô thế này là lạ, được rồi. Hứa tiền bối, hứa thư, hứa tiền bối, ngày hôm qua cổ linh thức, chần chờ mấy giây, Lý Thiên Quyết thận trọng hỏi, khụ khụ, thật có lỗi, là ta không cẩn thận làm ra, cho ngươi thêm phiền toái, hứa thư hơi có vẻ xấu hổ, không sao không quan hệ xác định linh thức đầu nguồn là hứa thư lý thiên quyết lại hỏi dò nghe nói hứa tiền bối là từ hôi yểm sơn lâm bên kia tới đúng a à, thế nào hơn nửa tháng trước hứa tiền bối nhưng từng gặp ngàn vạn kiếm ảnh từ hôi yểm sơn lâm trên không bay qua lý thiên quyết hỏi tiếp hắn lần này tới bái phỏng liền là nghĩ làm rõ ràng đêm đó kiếm ảnh cùng hứa thư có quan hệ hay không ngàn vạn kiếm ảnh hoành không hứa thư suy tư một lát bừng tỉnh đại ngộ Ngươi nói là kiếm 33A, Lý Thiên Quyết kinh ngạc. Không rõ cái gì ý tứ, ta lúc ấy vừa học được thiên kiếm tông kiếm 33, thế là tiện tay thi triển một chút, làm sao ngươi biết? Đúng, hôm qua cho ngươi công pháp trong sách quý cũng có kiếm 33, hứa thư cũng không hiểu được mình tiện tay đánh ra một cái kiếm chiêu biết bay càng cách xa hàng ngàn dặm bị Lý Thiên Quyết bắt được, quả nhiên không đoán sai, Lý Thiên Quyết cực kỳ vui mừng. Chờ chút, kiếm 33. Ngươi quản gọi là kiếm 33, bởi vì thiên kiếm tông thường xuyên cùng tiêu giao sơn sinh ra xung đột, Lý Thiên Quyết không phải là chưa từng thấy qua thiên kiếm tông tu sĩ thi triển kiếm 33, theo hắn biết, tức làm thanh kiếm 33 tu luyện đến đại thành cũng nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ 33 đạo kiếm ảnh mà thôi, hứa thư thế mà ngưng tụ ra hơn vạn đạo. Có phải hay không nơi nào sai lầm, nguyên lai like thi triển kiếm ảnh người là hứa tiền bối A, à, ta đêm đó chính suy nghĩ viễn vông, trùng hợp thấy được cưỡng chế nội tâm chấn kinh, Lý Thiên Quyết giải thích nói, nha, hứa thư khẽ gật đầu, không có để ý, đạt được muốn đáp án, Lý Thiên Quyết cũng không còn tiếp tục ở lâu, hàng huyên vài câu liền cáo từ rời đi, không biết không thấy ở giữa. Mấy ngày trôi qua, hứa thư ngoại trừ đi tới đi lui tàn thư các bên ngoài, cơ hồ một mực đợi tại trong sân học tập pháp thuật. Ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo tiểu đồn tại tiêu giao sơn đi dạo, thanh nhàn tự tại, ngày hôm đó, hứa thư đêm mới nhất học được pháp thuật còn đưa tàn thư cát, trên đường trở về lại bị một cái ngồi tại trên xe lăn, toàn thân đánh đầy băng vải, xác ướp, ngăn lại. Để hứa thư kinh ngạc chính là, cái này, xác ướp, thế mà tại truyền dịch, ngươi là, hứa tiền bối, ta à, mạc Thâu xác ướp, kích động vuốt tay viện. Chương 53, cái nào trình tự xảy ra vấn đề, hứa tiền bối, ta là mạc Thâu A, à, xác ướp, kích động vuốt tay viện, kết quả không cẩn thận kéo tới vết thương, đau nhe răng nhếch miệng, ngươi là mạc khâu, hứa thư khẽ giật mình, ánh mắt cổ quái đánh giá, xác ướp, mặc dù toàn thân quấn đầy băng vải, không nhìn thấy dung mạo, nhưng khí tức đúng là mạc khâu không thể nghi ngờ. Không sai không sai, xác ướp, vội vàng gật đầu, mấy ngày không thấy, ngươi làm sao, hứa thư cân nhắc ngôn từ, không biết nên như thế nào biểu đạt, ai, đừng nói nữa, mạc khâu thở dài, hôm trước ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ tao ngộ phục kích, kém chút chết mất, may mà ta ráng chống đỡ lấy chờ đến chi viện mới bảo trụ mạng nhỏ, bất quá người cũng bị thương nặng. Nhất định phải tu dưỡng hai tháng, đây là, hứa thư chỉ chỉ trên xe lăn treo cái bình, đổi chủ đề, chỉ thấy nắp bình bên trong cắm căng mảnh ống, một bên kết nối cái bình, một bên kết nối mặt khâu tay phải, tựa như tại truyền dịch, linh tửu, mặt khâu hạ giọng nói, ta hiện tại không có cách nào dùng miệng uống rượu, chỉ có thể thay cái phương pháp, hứa thư. Khá lắm, hắn vạn vạn không nghĩ tới, trong bình chứa lại là rượu, nhưng tài a, à, ngươi tìm ta có chuyện gì không, hứa thư dở khóc dở cười, đúng đúng đúng, suýt nữa quên mất, mặt khâu ngón tay khẽ nhúc nhích, một viên trữ vật giới lập tức bay ra, lơ lửng tại hứa thư mặt trước, hứa tiền bối, trong này là ngài tại an lương thành thu hoạch quân công đổi lấy tài nguyên tu luyện, cổ thành chủ bởi vì không thể tiến vào tiêu giao sơn, để cho ta chuyển giao cho ngài. Lần này hứa thư một người bất lui tần quân, cứu vớt an lương thành hơn trăm vạn dân chúng, quân công có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim, đổi lấy tài nguyên tu luyện cơ hồ đầy đủ một người bình thường từ ngưng khí cảnh tu luyện tới hợp đan cảnh, đồng thời còn có một số cao phẩm linh khí cùng đan dược. Nghe vậy, hứa thư cũng không già mồm, trực tiếp đưa tay tiếp nhận trữ vật giới thu vào nhà kho, mặt khác, cổ thành chủ nói, vương thượng nghĩ xin đi vương đô, mặt khâu nói bổ sung, không đi, hứa thư bạc không do dự cự tuyệt, mặt khâu vốn muốn thuyết phục, nhưng nghĩ nghĩ, lấy hứa thư thực lực hoàn toàn chính xác không cần chiếu cố hạ vương mặt mũi, thế là gật đầu nói, tốt. Ta sẽ chi tiết trả lời chắc chắn cổ thành chủ, trở lại thứ 13 phong, hứa thư giống thường ngày bắt con yêu thú đồ nướng, ăn uống no đủ về sau, bắt đầu mang theo tiểu đồng tại tiêu giao sơn đi dạo, thuận tiện vấn an ninh vân nhi, hứa thư ca ca, tiểu đồng tỷ tỷ nhìn thấy hai người. Ninh Vân Nhi lập tức vui vẻ nhào tới, trải qua mấy ngày nữa tại linh tủy hồ ôn dưỡng. Ninh Vân Nhi trong cơ thể tạp chất đã bị hoàn toàn loại bỏ, trở nên càng xinh đẹp hơn, làn da cũng như dương chi ngọc giống như bóng loáng trắng nõn, thổi qua liền phá, cho người ta một loại thanh bụi thoát tục, tiên khí bồng bình cảm giác, trọng yếu nhất chính là, Ninh Vân Nhi thế mà có được ngưng khí cảnh tầng 2 cấp bậc tu vi, trên thực tế, liền mục lưu khê đều không nghĩ tới. Ninh Vân Nhi lại sẽ tu luyện nhanh như vậy, ấn lý thuyết, cho dù là bác phẩm thủy linh căn cũng không nên a à, rốt cuộc cho đến trước mắt một lưu khê đều là lấy rèn luyện căn cơ làm chủ còn chưa cho ninh vân nhi cung cấp bất luận cái gì tài nguyên tu luyện bởi vì lo lắng ninh vân nhi chỉ vì cái trước mắt lung tung hấp thu linh khí một lưu khê còn cố ý tra xét ninh vân nhi kinh mạch cùng đan điền sau đó nàng phát hiện ninh vân nhi linh lực không chỉ có cực kỳ tinh thuần có vẻ hơi sền sệt thậm chí còn kèm theo từng khỏa tinh hạt hình dáng vật thể chìm chìm nổi nổi. Khi thấy cái này bức hình tượng lúc, một lưu khê khiếp sợ kém chút kêu đi ra, phải biết, linh lực từ thể lỏng chuyển hóa làm tinh thể chính là trúc linh cảnh đỉnh phong tu sĩ sắp tiến giai hợp đang cảnh dấu hiệu. Ninh Vân Nhi chỉ là ngưng khí cảnh tầng 2, làm sao làm được, phóng tầm mắt thiên võ hoàng triều gần ngàn năm lịch sử, chỉ sợ đều tìm không ra đến cái thứ hai, không, là tuyệt đối không tìm ra được cái thứ hai, chấn kinh sau khi, Mục Lưu Khê rất nhanh liền rõ ràng chính mình đây là nhặt được bảo, lập tức cao hứng hận không thể đem Ninh Vân Nhi xem như tiểu tổ tông cung cấp. Nhưng mà Mục Lưu Khê không biết là, Ninh Vân Nhi sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, hoàn toàn nhờ vào trong cơ thể nàng có cổ lực lượng thần bí, kỳ thật sớm tại Thanh Thu Trấn tỉnh lại lúc, Ninh Vân Nhi liền đã cảm giác phần bụng ấm áp nóng rực, tự hồ ẩn giấu đi cái gì, nhưng bởi vì vừa mới biết được phụ mẫu đều mất, lại đột nhiên tiếp xúc một đám người xa lạ, để nàng căn bản không dám nói ra. Thẳng đến tại một lưu khê chỉ đạo hạ ngưng tụ ra một tia linh lực, Ninh Vân Nhi trong nháy mắt mở ra thế giới mới cửa lớn, bởi vì mỗi khi Ninh Vân Nhi lúc tu luyện, khi của lực lượng thần bí liền sẽ phân ra một tia hào quang màu nhũ bạch dung nhập linh lực của nàng, cứ việc chỉ có một chút, lại có thể không ngừng tăng lên Ninh Vân Nhi linh lực tinh thuần trình độ cùng tu vi, nếu không một cái tu luyện không đến 10 ngày tiểu nữ hài. Làm sao có thể đạt tới ngưng khí cảnh tầng 2, về phần trong cơ thể tại sao lại có cổ lực lượng thần bí, Ninh Vân Nhi cũng không rõ ràng, mà lại nàng nhớ kỹ lấy trước tại Thanh Thu Trấn lúc từng có vị đi ngang qua người tu hành đối nàng phụ mẫu nói mình là không có thiên phú tu luyện, kết quả bây giờ lại không hiểu thấu biến thành một cái có được bác phẩm thủy linh căng tuyệt thế thiên tài. Quả thực không thể tưởng tượng, đương nhiên, những chuyện này Ninh Vân Nhi không có nói cho bất luận kẻ nào, sợ hãi mình trở thành dị loại, ở chỗ này trôi qua thế nào, hứa thư cười ôm lấy Ninh Vân Nhi, vuốt xuôi nàng cái mũi nhỏ, sư phụ đối với ta rất tốt cực kỳ ôn nhu, Ninh Vân Nhi nhếch lên miệng nhỏ, giòn tan nói, ha 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 ha, vậy là tốt rồi, xác định Ninh Vân Nhi sinh hoạt. Hứa thư cảm thấy mình cũng kém không nhiều nên rời đi, mấy ngày gần đây nhất hắn đã đem tàn thư các bên trong cảm thấy hứng thú pháp thuật toàn bộ học được, chuẩn bị cùng Lý Thiên Quyết lên tiếng kêu gọi sau tiếp tục đi địa phương khác du lịch, hứa tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt bồi dưỡng Vân Nhi. Mục Lưu Khê đứng ở bên cạnh cung kính nói, từ khi được chứng kiến kia cổ linh thức uy năng về sau. Hứa thư đã trở thành tiêu giao sơn tất cả trưởng lão đã sợ hãi lại ngưỡng mộ tồn tại, bao quát Mục Lưu Khê, từng, hứa thư ngược lại không hoài nghi Mục Lưu Khê nói lời nói, dù sao lấy Ninh Vân Nhi thiên phú, vô luận đặt ở cái nào tiên môn thế lực đều sẽ bị xem như thủ tịch đệ tử, chính là đến trưởng môn bồi dưỡng, tiền đồ vô lượng, quanh, đột nhiên, đinh tai nhức ốc tiếng vang truyền khắp tiêu giao sơn. Kinh thiên động địa, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là hát nhai phong, ở tại tiêu giao sơn mấy ngày thời gian bên trong hứa thư thường xuyên nghe được, có đôi khi một ngày hai ba lần, có đôi khi một ngày bốn năm lần, sớm thành thói quen, rầm rầm rầm, bạo tạc kéo dài thật lâu, từ đầu đến cuối không có lắng lại ý tứ, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ hát nhai phong hư bay lên. Vạch ra duyên dáng đường vòng cung, sau đó rơi ầm ầm hứa thư bọn người bên người, ầm, đá vụn vẫy ra, trên mặt đất bất ngờ thêm ra một cái nửa trượng lớn nhỏ cái hố, khụ khụ khụ, cái hố bên trong bóng đen rung động hai lần, chậm rãi ngồi dậy, nhan trưởng lão, một lưu khê mắt hạnh hơi trừng, vội vàng trên trước nâng, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Bóng đen lắc đầu, nhíu mày thở dài, ai, lại thất bại, đến cùng cái nào trình tự xảy ra vấn đề, nói xong, bóng đen cứ như vậy không coi ai ra gì ngồi tại cái hố bên trong lâm vào suy nghĩ, PS, canh thứ hai sẽ rất muộn. Chương 54, tay không xoa đan, đến tục cùng cái nào trình tự sai lầm đâu, nhan dĩ tiếu vắt hết ốc, Trăm mối vẫn không có cách giải, mình rõ ràng mỗi cái địa phương đều đã cực kỳ cẩn thận cẩn thận, vì sao sẽ còn khống chế không nổi bạo tạc, tình huống tương tự gần nhất đã phát sinh mấy chục lần, vô luận nhan dĩ tiếu như thế nào chuyển hóa điều chỉnh, từ đầu đến cuối không cải biến được bạo tạc kết quả. Nhan trưởng lão, nhan trưởng lão, mặc kệ như thế nào, ngươi trước ra đi, một lưu khê thanh âm ở bên tai lặp đi lặp lại vang lên, rốt cục làm trong trầm tư nhan dĩ tiếu bừng tỉnh, nàng theo bản năng tản ra linh thức, lúc này mới chú ý tới mình ngồi tại cái hố bên trong, bị tạc quần áo tả tơi, mặt mũi tràn đầy đen nhánh, quả thực như một tên tiểu khất cái, không kịp nghĩ nhiều, Nhan Dĩ Tiếu lập tức thi triển pháp thuật thanh tẩy thân thể, sau đó thay đổi một bộ toàn quần áo mới, ha, Nhan Dĩ Tiếu duỗi lưng một cái, thư thư phục phục nhảy lên cái hố, cho tới giờ khắc này, hứa thư mới nhìn rõ dung mạo của đối phương, tóc tán loạn, đen nhánh vành mắt, khuôn mặt tái nhợt, cứ việc ngũ quan phi thường tú mỹ, lại một bộ lôi thôi lết thích trạch nữ bộ dáng. Thậm chí thỉnh thoảng đào móc lỗ mũi, khấu khấu ngón chân, hoàn toàn không để ý tới hình tượng, đã lâu không gặp, một trưởng lão một giây sau nhan dĩ tiếu sửng sốt thần sắc kinh ngạc nói a à, làm sao có cái nam nàng nhớ kỹ mục lưu khê chỗ ngọn núi hẳn là chỉ có nữ đệ tử mới đúng a à. mục lưu khê cũng không nghĩ tới nhan dĩ tiếu sẽ làm trận thay quần áo vội nói hứa tiền bối là đến thăm đồ đệ của ta hứa tiền bối hắn liền là vị kia bức lui tần quân tiên nhân nhan dĩ tiếu dù chưa thấy qua hứa thư nhưng thân là tiêu giao sơn trưởng lão tự nhiên nghe nói qua hứa thư danh hào, không sai, một lưu khê gật đầu, nguyên lai liền là ngươi làm hại ta chế phù thất bại, nhan dĩ tiếu hai tay chống nạnh, tức giận chỉ vào hứa thư, hứa thư, cùng ta có quan hệ gì, dường như nhìn ra hứa thư nghi hoặc. Nhan dĩ tiếu nói tiếp, năm ngày lúc trước đạo linh thức có phải hay không là ngươi phát ra, đúng, hừ, ta lúc ấy ngay tại chế tác phù lục, đã nhanh muốn thành công, kết quả lại bởi vì ngươi linh thức dẫn đến phân thần. Cuối cùng sắp thành lại bại, Nhan Dĩ Tiếu hàm răng cắn chặt, lên án nói: "Hứa thư, ngươi muốn như thế nào?" nghiêm ngặt trên ý nghĩa giản, "Cái này sự kiện đúng là Hứa thư tạo thành." "Không cần thiết giải thích, bồi ta một bộ phù lục." Nhan Dĩ Tiếu chuyện đương nhiên nói, "Ta sẽ không chế phù." "Hứa thư bất đắc dĩ, thôi đi, chế phù cũng không biết, cái gì tiên nhân a?" À? Nhan Dĩ Tiếu nhếch miệng, "Hứa thư, kia luyện khí đâu, cũng sẽ không, ngoại trừ pháp thuật bên ngoài." Hứa thư đối những vật khác đều không có hứng thú cho nên căn bản lười nhát tiếp xúc. Gặp hứa thư không giống tại qua loa, nhan dĩ tiếu một mặt thất vọng, tốt a, à, không sao, nghe vậy, hứa thư có chút băn khoăn, thế là mở miệng nói, ta có thể giúp ngươi làm sự tình khác, thật, nhan dĩ tiếu hai mắt sáng lên, đương nhiên, hắn mặc dù sẽ không chế phù luyện khí, nhưng ở thực lực tuyệt đối có một không hai thiên võ hoàng triều, chỉ cần không loạn sát vô tội. Hẳn không có hắn làm không được sự tình, quá được rồi. Nhan dĩ tiếu cực kỳ vui mừng, lập tức không kịp chờ đợi lấy ra một cái lò luyện đan để dưới đất, ta gần nhất mỗi lần luyện chế đang dược đều sẽ không cẩn thận bạo tạc, hứa tiền bối đợi chút nữa có thể hay không giúp ta khống chế một chút, hứa thư, luôn cảm thấy giống như bị gài bẫy, không có vấn đề. Hắc hắc hắc, đa tạ nha, nhan dĩ tiếu vui vẻ nói, đã mình luôn khống chế không nổi, khi tìm vô tượng cảnh cường giả hỗ trợ tổng không thành vấn đề đi, kỳ thật nhan dĩ tiếu cũng không thế nào biết luyện đan chỉ là tương đối cảm thấy hứng thú mà thôi, không phải sao lại nhiều lần bạo tạc, người muốn ở chỗ này luyện đan." Mục Lưu Khê kinh ngạc, mặc dù Nhan Dĩ Tiếu tại chế phù. "Luyện khí, cải tiến pháp thuật phương diện trình độ cực kỳ cao, có thể xưng tông sư, nhưng phương diện luyện đan thậm chí còn không bằng mình, nhìn xem hắc nhai phong bị tạc thành cái dạng gì liền biết, Mục Lưu Khê cũng không muốn mình đỏ lê phong cũng đi theo gặp nạn, yên tâm đi Mục trưởng lão, có hứa tiền bối đâu." Nhan Dĩ Tiếu thè lưỡi cười nói, một lưu khê, hô. Hỏa diễm bốc lên, cấp tốc rót vào đan lô, giống như nộ lông giống như gào thét, làm nhiệt độ chung quanh liên tục tăng lên, nhan dĩ tiếu thế mà thật cứ như vậy bắt đầu luyện đan, theo hỏa diễm nhiệt độ càng ngày càng cao, nhan dĩ tiếu chậm rãi đem từng cây từng cây dược liệu ném vào lò luyện đan, đốt cháy luyện hóa, cũng dần dần dẫn đạo linh khí trong thiên địa tan vào lò luyện đan. Cung cấp năng lượng, ngươi luyện chế là đan dược gì, Mục Lưu khê nhìn qua những cái kia trân quý cao cấp dược liệu, nhìn không được hỏi thăm, thần văn đan, nhan dĩ tiếu ngạo nghễ nói, Mục Lưu khê, ta không nghe lầm chứ. Thần văn đan không phải tứ phẩm đan dược sao, nàng nhớ không lầm lời nói, nhan dĩ tiếu bình thường liền luyện chế nhị phẩm đan dược đều phí sức lực. Chớ nói chi là tứ phẩm đan dược, hiện tại thế mà muốn mạnh mẽ luyện chế, khó trách hắc nhai phong bạo tạc càng ngày càng kinh khủng, ô ô ô, rất nhanh, trong lò luyện đang vang lên dị động, sinh ra đáng sợ cơn bão năng lượng, tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát, hiển nhiên, nhan dĩ tiếu sắp không khống chế nổi, cẩn thận, mục lưu khê vội vàng ôm lấy Ninh Vân Nhi, chống lên hộ thể linh lực. Tứ phẩm đang dược một khi mất khống chế liền sẽ nổ lô, vi lực cơ hồ không thua gì bịch hợp đang cảnh tu sĩ một kích toàn lực, Mục lưu khê nhất định phải đầu tiên xác thực bảo Ninh Vân Nhi an toàn, hứa tiền bối. Nhan dĩ tiếu hướng hứa thư xin giúp đỡ, hứa thư bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào lò luyện đang trước, lập tức tại nhan dĩ tiếu cùng một lưu khê ánh mắt khiếp sợ bên trong. Trực tiếp đem bàn tay đi vào, chỉ một thoáng, cùng bảo cơn bão năng lượng bình ổn lại, lò luyện đang cũng theo đó khôi phục yên tĩnh, trầm mặt, ai cũng không nghĩ tới, hứa thư lại sẽ dùng loại phương pháp này giải quyết vấn đề, hứa. Hứa tiền bối, ngươi không sao chứ, nhan dĩ tiếu khàn giọng nói, không có việc gì, làm hứa thư từ trong lò luyện đang rút ra cánh tay lúc. Năm ngón tay nắm lấy một đoàn hương khí bốn phía đen nhánh thể rắn, đây là vật gì? Nhan Dĩ Tiếu nghi ngờ đụng lên đến, ngươi luyện chế đang dược a, tại trấn áp cổ năng lượng kia phong bạo đồng thời, hứa thư để cho an toàn, cứ thế mà đem còn chưa ngưng kết dược liệu tinh hoa xoa thành hình cầu, thế là mới có viên này lớn chừng bàn tay đang dược, ta luyện chế đang dược. Nhan Dĩ Tiếu bỗng nhiên mở to hai mắt, thành công. A không biết có tính là thành công hay không, hứa thư gãi đầu một cái, rốt cuộc nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, cái đồ chơi này là hắn tay không xoa ra, phải không hứa tiền bối nếm một ngụm thử một chút. Nhan dĩ tiếu có chút chờ mong, quên đi thôi, hứa thư trở tay đem đem nhánh thể rắn ném cho nhan dĩ tiếu, một trưởng lão, người muốn nếm thử sao, đây chính là tứ phẩm đang dược. Nhan dĩ tiếu lại nhìn về phía mục lưu khê, không không không, mục lưu khê nào dám dây vào, a à ô, gặp không ai nguyện ý, Nhan Dĩ Tiếu do dự nửa ngày, dứt khoát mình cắn một cái nuốt xuống, thế nào? Một lưu khê tràn ngập lo lắng, mùi vị không tệ, Nhan Dĩ Tiếu nghiêm túc nói. Chương 55, Long môn khách sạn kỳ quái, vì cái gì không có linh khí a, Nhan Dĩ Tiếu một bên nhai nuốt lấy đan dược, một bên lộ ra vẻ mặt mờ mịt, theo lý thuyết thần văn đang chính là tứ phẩm đan dược, hẳn là ẩn chứa lượng lớn linh khí mới đúng, nhưng nàng lại giống như đang ăn bánh ngọt đồng dạng ngoại trừ mùi vị không tệ bên ngoài căn bản không có chút nào trứng dùng. Có lẽ là bởi vì cưỡng ép ngưng đan, dẫn đến linh khí trôi mất đi, gặp nhan dĩ tiếu không có việc gì, một lưu khê nhẹ nhàng thở ra, suy đoán nói, mọi người đều biết, luyện chế đang dược lúc trọng yếu nhất chính là ngưng kết khâu, tuyệt không thể có chút sai lầm, không phải nhẹ thì linh khí sói mòn, dược hiệu giảm bớt đi nhiều, nặng thì khống chế không nổi, sinh ra bạo tạc hứa thư tay không đem dược liệu tinh hoa xoa thành hình cầu, sẽ xói mòn tất cả linh khí rất bình thường, thật sao, nhan dĩ tiếu không tin tà, lúc này lại cắn một cái, như cũ không có linh khí, a o, a o, liên tục mấy ngụm xuống dưới về sau, nhan dĩ tiếu trực tiếp đem cả viên đan dược ăn vào trong bụng, kết quả vẫn là không có linh khí, chẳng lẽ luyện chế thất bại rồi. Mục lưu khê, nói nhảm, ngươi đều phải nổ lô, có thể không thất bại sao? nếu không phải hứa thư ra tay áp chế chỉ sợ phương viên ngàn mét đã bị sang thành bình địa ai nhìn đến ta giống như không thích hợp luyện đan nhan dĩ tiếu thở dài đối hứa thư chấp tay nói đa tạ hứa tiền bối nói xong nhan dĩ tiếu sắc mặt đột biến lập tức mắt tối sầm lại trong nháy mắt ngã trên mặt đất đã hôn mê nhan trưởng lão ngươi thế nào mục lưu khê kinh hãi mặc dù nhan dĩ tiếu bình thường thường xuyên làm một chút lung ta lung tung thí nghiệm nhưng bằng nàng đơn độc nghiên cứu chế tạo cải tiến pháp thuật năng lực, tuyệt đối là tiêu giao sơn không thể thiếu tồn tại. Mục lưu khê có thể nào không khẩn trương, nhan trưởng lão, nhan trưởng lão, mục lưu khê dùng sức lắc lư nhan dĩ tiếu hai lần. Phát hiện không phản ứng, đành phải vận chuyển linh thức tiến vào trong cơ thể xem xét, để nàng ngoài ý muốn chính là, nhan dĩ tiếu toàn thân trên dưới cũng không khác thường, thậm chí liền một chỗ ám thương cũng không tìm tới, cho nên vì sao lại đột nhiên hôn mê hô, sau một khắc, nhan dĩ tiếu phần bụng đột nhiên hiện ra khổng lồ sóng linh khí, cấp tốc bành trướng, đưa nàng bụng cao cao chống lên. Tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung, là viên đan dược kia, một lưu khê kinh ngạc, cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra, nguyên lai linh khí cũng không có sói mòn, mà là giấu ở nội bộ, thẳng đến bị nhan dĩ tiếu ăn vào trong bụng mới bộc phát, ngô, cùng lúc đó, nhan dĩ tiếu kêu lên một tiếng đau đớn, mơ mơ màng màng mở to mắt, ta ta mang thai, một lưu khê, thần kỳ não mạch kính. Bất quá nhan dĩ tiếu dù sao cũng là hợp đang cảnh cường giả, rất nhanh liền phát giác được vấn đề, đau quá, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy linh khí A, ngươi quên vừa mới nếm qua một viên đang dược sao, một lưu khê im lặng, đúng đúng đúng, nhan dĩ tiếu giật mình, đây chính là tứ phẩm đang dược, chuyện chuyển một cái, hưng phấn nói, chờ một chút, đã có linh khí. Có tính không luyện chế thành công rồi, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp luyện hóa những cái kia linh khí đi, không phải liền muốn nổ tung, mục lưu khê nhíu mày nhắc nhở, a, à, nhan dĩ tiếu cúi đầu nhìn lại, phát hiện bụng quả nhiên đang không ngừng biến lớn, thế là vội vàng tìm cái địa phương bế quan, còn lại hứa thư cùng mục lưu khê hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Ngày thứ hai, hứa thư mang theo tiểu đồng đi vào thanh hư cung, hướng lý thiên quyết cáo biệt, vừa vặn mạc khâu cũng tại, đã giảm bớt đi không ít phiền phức hứa tiền bối muốn đi rồi Lý Thiên Quyết khẽ giật mình, nhanh như vậy, trên xe lăn mạc khâu kinh ngạc, từng, hứa thư khẽ gật đầu, chuẩn bị đi địa phương khác đi dạo, hắn vốn là chỉ là được mời đến Tiêu Giao Sơn làm khách mà thôi, không cần thiết ở lâu, huống chi hiện tại mục đích đã đạt tới, biết chắc lưu không được hứa thư, Lý Thiên Quyết nghiêm mặt nói, tốt a, à, vô luận như thế nào, Tiêu Giao Sơn vĩnh viễn chào mừng ngài, trước khi đi trước đó hứa thư lại đi một chuyến đỏ Lê Phong cùng Ninh Vân Nhi cáo biệt, thuận tiện từ trong kho hàng lấy ra một kiện đồ vật đưa cho nàng, sau đó tại Lý Thiên Quyết cùng chính vị trưởng lão tiễn đưa hạ rời đi tiêu giao sơn. Đưa mắt nhìn hứa thư đi xa, tóc đỏ trung niên nhân nhịn không được cảm khái, ai, ta lúc nào mới có thể trở thành như thế cường giả a? À, đừng suy nghĩ, đời này không thể nào, mặt khâu nhếch miệng, hừ. Có tin ta hay không đem ngươi liền người mang xe lăn đều cho thúc đẩy trong hầm phân, tóc đỏ trung niên nhân cả giận nói, không tin, khi đừng chạy a, à, so sánh tiêu giao sơn. Phía ngoài nồng độ linh khí rõ ràng trên phạm vi lớn giảm xuống, phản phất hai thế giới, hứa thư phi hành một lát sau, tại một chỗ đất trống rơi xuống, không muốn chết lời nói liền ra đi, hứa thư ngữ khí băng lãnh, thản nhiên nói, lời vừa nói ra, nơi xa trên mặt đất âm ảnh lập tức có chút rung động, vặn vẹo nhô lên, hóa thành một đạo bao phủ tại hắc vụ bên trong bóng người. Bái kiến hứa tiền bối, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình rõ ràng đã rất cẩn thận, thậm chí hoàn toàn che giấu khí tức, vẫn là sẽ bị đối phương phát hiện, ngươi là ai? Vì sao đi theo ta, hứa thư chất vấn, kỳ thật vừa rời đi tiêu giao sơn lúc hắn liền phát giác được mình bị để mắt tới, chỉ bất quá nghĩ nhìn một chút đối phương dự định làm gì, bởi vậy từ đầu đến cuối giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẽ mà thôi. Kết quả chờ nửa ngày, gia hỏa này chỉ là vụng trộn đi theo hắn không có bất kỳ cái gì động tác, tại hạ ám nha thủ tôn, hạ diệp, một mực tại tiêu giao sơn bên ngoài chờ đợi hứa tiền bối, hắc vụ bóng người chi tiết đáp, liên quan tới hứa thư dung mạo cùng tính danh, hạ diệp đã từ cổ đằng ưng nơi nào biết được, đương nhiên sẽ không nhận lầm, ám quạ Đó là đồ chơi gì? Hứa thư không rõ ràng cho lắm, hứa tiền bối, vương thượng muốn gặp ngài, hắc vụ bóng người cung kính nói, hạ vương, đầu tiên là cổ đằng ưng, hiện tại lại nhảy ra một cái cái gì ám nha thủ tôn, gấp gáp như vậy thấy mình, là sợ hãi mình uy hiếp được vương vị của hắn sao, không hứng thú, hứa tiền bối, ta nói, không hứng thú, hứa thư phất tay đánh gãy hắc vụ bóng người, không cần đi theo nữa ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí, bước xuống câu nói này, hứa thư quay người biến mất ở chân trời, hắc vụ bóng người trầm mặt, thân là ám nha thủ tôn, ngoại trừ vương thượng bên ngoài, còn chưa hề có người dám như thế nói chuyện cùng hắn nhưng không có cách ai bảo hứa thư hư hư thực thực là vô tượng cảnh cường giả đâu mấy ngày kế tiếp hứa thư cùng tiểu đồn vừa đi vừa nghỉ đi ngang qua rất nhiều thôn trang tiểu trấn thành trì ăn vào không ít mỹ thực cũng kiến thức các nơi khác biệt phong tục tràn ngập yên hỏa khí tức rất nhanh liền vượt qua hơn phân nửa hàng châu đêm đó ngân nguyệt như bàn đầy sao sáng chói vắng vẻ yên tĩnh hoang dã bên trong hứa thư đang muốn nằm xuống nghỉ ngơi một sợi đèn đuốc bỗng nhiên đưa tới chú ý của hắn qua xem một chút đi hứa thư không có suy nghĩ nhiều nhấc chân đi tới một lát sau một cái khách sạn hiện ra tại hứa thư cùng tiểu đồn mắt trước mơ hồ có thể nghe được bên trong chén bát va chạm là lối ong sòng thanh âm thế mà ngoài dự liệu có chút náo nhiệt mà tại bên ngoài khách sạn tấm bảng gỗ trên viết bốn chữ lớn long môn khách sạn đông 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 đến đi cửa tiệm mở ra một cái hiếp mắt đầy mặt bóng loáng nam tử trẻ tuổi cười nói, khách quan, mời vào bên trong. Chương 56, Tề Châu, khách sạn tổng cộng 2 tầng cao, trang trí đơn sơ, đèn đuốc lờ mờ, chính đường cũng hơi có vẻ nhỏ hẹp, chỉ có bốn cái bàn, đồng thời ba tấm đã ngồi đầy người, từng cái tai to mặt lớn, bóng loáng bóng lưỡng, đối mặt trước trưng bày đồ ăn điên cuồng ăn như hổ đói, phản phất đã 10 ngày nửa tháng chưa ăn qua cơm quỷ chết đói, tầng thứ hai thì là khách phòng. Nhưng lại rách mướp, căn bản không có cách nào ở lại thấy có người tiến đến khách sạn bên trong trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh chợt hướng hứa thư ném đi xem kỹ ánh mắt bộ dáng kia tựa như tại nhìn con mồi của mình khách quan muốn ăn chút gì nam tử trẻ tuổi ngậm miệng mỉm cười mà hỏi một ăn mặn một chay hứa thư không chút biến sắc thuận miệng nói được rồi nam tử trẻ tuổi quay người tiến bếp sau chỉ chốc lát liền mang sang một bàn món ăn mặn một chay đồ ăn khách quan ngài mời chậm dùng thấy thế từ trước đến nay đối mỹ thực cố chấp tiểu đồng lại nhíu mày che cái mũi thối quá a à, người nói cái gì nam tử trẻ tuổi biểu lộ khẽ biến ánh mắt bên trong lóe ra hung quang ầm hứa thư không có bất kỳ cái gì nói nhảm bàn chân khẽ dậm chân khách sạn bên trong lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất chỉ thấy trên bàn món ăn mặn cùng thức ăn chay bỗng nhiên biến thành đẫm máu thịt nát xen lẫn ngón tay cùng lỗ tai bò đầy côn trùng buồn nôn đến cực điểm, không chỉ có như thế, còn lại ba bàn đồ ăn cũng toàn bộ biến thành gãy chi tàn cánh tay, trong đó một tên thậm chí ôm nhân loại đùi gặm cắn. Cực kỳ khủng bố, hừ, ta xem sớm ra các ngươi không phải người, giả ngoại hoang vu, trăm dặm không khói địa phương đột nhiên toát ra một cái khách sạn, coi như dùng cái mông nghĩ cũng nên biết chắc có vấn đề, mà tại hứa thư linh thức bên trong, bọn gia hỏa này đều là tản ra nồng đậm mùi máu tanh yêu tu, giết người vô số, cùng yêu thú khác biệt yêu tu kỳ thật càng giống nhân loại hoặc là nói bọn hắn từng là yêu thú nhưng lựa chọn hướng nhân loại tới gần bởi vậy dần dần hình thành mới tộc đàn yêu tộc yêu tộc trời sinh có được cùng nhân loại đồng dạng bề ngoài không cần đạt tới hợp đan cảnh hóa hình đồng thời cùng nhân loại đồng dạng có thể học tập công pháp sử dụng vũ khí giá phải trả là nếu như huyết mạch không đủ tinh thuần lời nói liền biến không trở về hoàn chỉnh yêu thú chân thân là người tu hành, nam tử trẻ tuổi không những không giận mà còn lấy làm mừng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nguyên bản bởi vì hứa thư toàn thân trên dưới không có linh lực ba động nguyên nhân, hắn còn tưởng rằng chỉ là người bình thường, kết quả không nghĩ tới có thể nhìn thấu bọn hắn bày ra huyễn thuật, ha ha ha, rất lâu chưa từng ăn qua người tu hành huyết nhục. Nhất định rất mỹ vị, 10 cái tai to mặt lớn, bóng loáng bóng lưỡng mập mạp không còn ngụy trang, liếm láp lấy bờ môi đứng lên, đem hứa thư cùng tiểu đồn bao bọc vây quanh, mọi người cẩn thận, không nên khinh địch, nam tử trẻ tuổi tương đối cẩn thận, nhắc nhở, ha ha ha, sợ cái gì, trừ phi hắn là trúc linh cảnh tu sĩ, nếu không chúng ta liên thủ, coi như ngưng khí cảnh 10 tầng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, vừa rồi ôm đùi rậm cắn gia hỏa khẽ cười nói, chúng yêu nhau nhau gật đầu phụ hòa, ừm, lão lục nói có đạo lý, không sai, chúng ta đều ở nơi này chờ đợi mấy tháng gặp được mạnh nhất người tu hành cũng mới ngưng khí cảnh 7 tầng mà thôi, muốn ta nói, tranh thủ thời gian chơi chết hắn ăn thịt đi, đáng tiếc chỉ có một cái nhân hòa hài tử, quá ít điểm. Đợi chút nữa là hấp vẫn là thịt kho tàu đâu, nói nhảm, đương nhiên thịt kho tàu, ta cảm thấy dầu chiên càng tốt hơn, theo tầng quốc lui quân, quan phủ các nơi bắt đầu một lần nữa trưởng khống thế cục, một chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đốt giết cướp đoạt tà tu cùng yêu tu cũng rất là biết điều lựa chọn che giấu nhưng bộ phận vắng vẻ khu vực như cũ rất hỗn loạn tỷ như trước mắt long môn khách sạn bất quá đã để hứa thư gặp được kia cũng không cần phải tồn tại bạch cái này một cái mập dính mập mạp dẫn đầu động thủ năm ngón tay bỗng nhiên duỗi ra lợi trảo hướng hứa thư tim móc đi hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp tươi mới nhân loại huyết nhục vanh sau một khắc một đạo quan trụ trong nháy mắt xông phá khía cạnh vách tường như bẻ cành khô dọc theo xa vài trăm thước trên mặt đất lưu lại đường kính khoảng nửa trượng hình cung vết tích nhìn thấy mà giật mình trong khách sạn yêu tu nhóm nghẹn họng nhìn trân trối ngốc ngốc đứng tại chỗ ngay ra như phỏng chỉ có hứa thư hời hợt thu tay lại chỉ trấn định tự nhiên tự hồ làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể nhưng cái kia công kích hắn mập mạp cũng đã tính cả sau lưng hai yêu bị cục sáng thôn phệ hài cốt không còn mê man sợ hãi sợ hãi chỉ một thoáng rất nhiều ý niệm tại chúng yêu nhóm đầu óc bên trong hiển hiện, cuối cùng hóa thành một chữ, trốn, cứ việc từ đầu đến cuối hứa thư một mực ngồi ở chỗ đó không có toát ra mảy may linh lực, nhưng còn có cái gì so tận mắt thấy đồng bạn bị nháy mắt dết càng rung động, yêu tu nhóm kinh hải muốn tuyệt, cấp tốc hướng ngoài khách sạn bỏ chạy. Thậm chí bởi vì quá mức bối rối không cẩn thận đụng vào nhau, hứa thư không có đi đuổi, mà là hai ngón kết ấn, trấn yêu quyết, tiêu giao sơn cao cấp pháp thuật, trên trời cao, một cái khổng lồ chữ trấn ngưng tụ mang theo hạo đảng thiên uy rơi xuống bao phủ lại phương viên ngàn mét không ầm ầm trong chốc lát đại địa chấn động bụi mù cuồn cuộn giống như ngày tận thế tới thật lâu làm hoang dã khôi phục lại bình tĩnh vô luận liều mạng chạy trốn yêu tu vẫn là lẽ loi trơ trọi khách sạn toàn bộ biến mất trên thế giới này không trung hứa thư một tay dẫn theo tiểu đồn chuẩn bị chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi không thể không nói so sánh kỹ năng pháp thuật hoàn toàn chính xác dễ dàng hơn, nhất là đối phó sâu kiến thời điểm, tề châu, hứa thư phi hành về phía trước một khoảng cách. Phát hiện cấm trên mặt đất, khắc lấy tề châu hai chữ bia đá, khó trách phụ cận sẽ có yêu tu khách sạn, hai châu chỗ giao giới dễ dàng nhất sinh ra màu xám khu vực, khó mà quản lý, huống chi hàng châu vừa mới trải qua tầng quốc đại quân tẩy lễ, nghỉ nghỉ, hứa thư vượt qua bia đá, tiến vào tề châu địa giới, căn cứ trong sách miêu tả. Tề Châu chính là hạ quốc giàu có nhất địa phương. Đáng giá đi vòng vòng, lại phi hành thêm vài phút đồng hồ, Hứa thư lại ngoài ý muốn nhìn thấy thành trấn hình dáng, quy mô cùng trước đó Thanh Thu trấn không sai biệt lắm, nhưng phòng ốc rõ ràng muốn lộng lẫy cao nhã một chút, Bạch Dương trấn, Hứa thư đang muốn trên trước, chân trời bỗng nhiên bay tới một người áo đen, lặng yên không tiếng động đáp xuống Bạch Dương trấn bên ngoài. Không vào đêm sắc bên trong, trúc linh cảnh tu sĩ Hứa thư nhạy cảm bắt được trên người đối phương có cổ sát khí cùng mùi máu tươi, giống như vừa mới trải qua chiến đấu, không khỏi cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, đặt ở tiêu giao sơn chờ nhất lưu tiên môn thế lực bên trong. Trúc Linh Cảnh có lẽ không tính là gì, nhưng ở địa phương khác lại là hết sức quan trọng tồn tại. Vì sao muốn vụn trộn tiến vào Bạch Dương Trấn, ông ý nghĩ như vậy, hứa thư tại đối phương không phát giác gì tình huống dưới dùng linh thức đi theo, người áo đen vô cùng cẩn thận, cơ hồ tại ở gần Bạch Dương Trấn trong nháy mắt liền triệt để biến mất khí tức trên thân cùng mùi máu tươi, phòng ngừa bại lộ, sau đó thận trọng vòng qua mấy con phố, lách mình tiến vào một tòa sân nhỏ. Khụ khụ khụ, bố trí xong cách âm trận pháp, người áo đen rốt cục nhịn không được run rẩy kịch liệt, miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất, nguy hiểm thật. Liêu gia thế mà cất giấu một vị hợp đang cảnh tu sĩ, kém chút thất bại, cưỡng chế thương thế bên trong cơ thể, người áo đen tự lẩm bẩm chương 57, nhân vật chính mô bản khụ 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 nhất định phải tranh thủ thời gian nghỉ biện pháp tiến giai hợp đan cảnh người áo đen lấy ra một viên đan dược ăn vào tạm thời kềm chế đau đớn nếu không phải hắn liều mạng thiêu đốt tinh huyết ác chủ bài ra hết cưỡng ép vượt cấp chém giết, chỉ sợ hôm nay liền muốn bàn giao tại liêu gia mặc dù mình động thủ trước đã đem liêu gia điều tra rõ ràng thậm chí làm xong liêu gia tồn tại ẩn tàng tu sĩ chuẩn bị nhưng lại không nghĩ rằng sẽ là một vị hợp đang cảnh cường giả, tới trước đạt được tin tức nghiêm trọng không hợp, may mà đối phương vẻn vẹn hợp đang cảnh sơ kỳ, cho mình thời cơ, chuyện lần này cũng làm cho áo đen người ý thức được, vô luận như thế nào thu thập tình báo, cuối cùng sẽ có sai sót, mà cái này sai sót hơi lớn một điểm lời nói. Hắn liền có khả năng vì thế đánh đổi mạng sống, cho nên thực lực mới là tối rất trọng yếu, chỉ cần bước vào hợp đang cảnh liền có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt năm đó tham dự sự kiện kia mấy cái bên ngoài gia tộc phụ thân mẫu thân các ngươi nhìn thấy không người áo đen ngẩng đầu ngước nhìn tinh không thần sắc kiên định nói liêu gia là cái thứ ba kế tiếp là ngư gia tưởng gia hài nhi nhất định sẽ vì các ngươi báo thù rửa hận nói xong câu đó người áo đen cắn chặt răng bắt đầu ngồi xếp bằng xuống chữa thương nơi xa hứa thư tán đi linh thức lơ đễnh nguyên lai like là báo thù cho cha mẹ, bất quá nhìn tình huống người áo đen cừu gia tự hồ rất nhiều, bởi vì chỉ riêng hắn liệt kê ra liền đã có chín cái, lắc đầu, hứa thư lười đi quản. Lúc này đi vào Bạch Dương Trấn, đưa tay gõ vang một cái khách sạn cửa lớn, so sánh yêu tu khách sạn, nơi này tự nhiên là nghiêm chỉnh, công tử, mời vào bên trong, ông chủ là cái giữ lại râu cá trê người cao gầy, lúc đầu một bộ ngáp không ngớt, buồn ngủ bộ dáng. Nhưng ở nhìn thấy hứa thư ngủ quan thanh tú, khí vũ bất phàm dung mạo về sau, lập tức mừng rỡ, làm bọn hắn nghề này sinh ý. Trừ phi đặc thù thời kỳ, nếu không vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt khách nhân, dù là đêm hôm khuya khoắt cũng không ngoại lệ, còn có khách phòng sao, hứa thư hỏi, có có có, ông chủ liên tục gật đầu, khách phòng tại lầu 2, bốn gian toàn trống không, công tử muốn ở đâu ở giữa tùy ý chọn, biết, hứa thư buông xuống một trương ngân phiếu, leo lên lầu 2, sau đó đẩy ra bên trái nhất khách phòng. Bởi vì dựa vào cửa sổ, ánh trăng vừa vặn huy sáng tiến đến, căn bản không cần đốt đèn, gian phòng bên trong công trình rất đơn giản, ngoại trừ một cái giường cùng một cái bàn bên ngoài, không còn gì khác, dù kém xa thành phố lớn, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng, dù sao cũng so ngủ ngoài trời hoang dã muốn tốt, đi ngủ, Hứa Thư tiện tay đem Tiểu Đồng nhét vào trên giường, mình cũng ngửa mặt lên trời nằm xuống. Thư thư phục phục nhắm mắt lại, ca ca, Tiểu Đồng dãy dụa nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, leo đến hứa thư ngực, ừm, ngủ ngon, ngủ ngon, những lời này là hứa thư giao cho tiểu đồn, từ đó về sau, tiểu đồn liền mỗi ngày đi ngủ trước cũng sẽ cùng hắn nói một lần, thời gian cực nhanh, rơi thỏ thu ánh sáng, kim ô mọc lên ở phương đông, ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng gian phòng. Rơi trên sàn nhà giống như mảnh vàng vụn, hứa thư rời giường hoạt động một chút gân cốt, mang theo tiểu đồn xuống lầu, công tử, ngài tỉnh rồi, ông chủ cất hai tay, cười hít mắt nói, ta đã chuẩn bị xong bổn điếm chiêu bài đồ ăn, xin ngài hưởng dụng, tối hôm qua hứa thư cho trương kia ngân phiếu đã đầy đủ ở chỗ này ăn ở thời gian nửa tháng, ông chủ có thể nào không nhiệt tình. Hứa thư quay đầu nhìn lại, phát hiện trên mặt bàn quả nhiên trưng bày mấy bàn món ăn mặn cùng cơm, mà lại sắc hương vị đều đủ, qua, tiểu đồn hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức chảy chảy nước miếng bay đi, cầm lấy bên cạnh đũa, bởi vì một mực sống ở hôi yểm sơn lâm, ăn cái gì đều là dùng tay, cho nên mặc dù đã học tập hơn 20 ngày, tiểu đồn như cũ rất không quen sử dụng đũa. Nhưng hứa thư từng nói cho nàng, tại thế giới loài người trừ ăn ra thịt nướng bên ngoài, những vật khác nhất định phải dùng đũa chờ công cụ, bởi vậy tiểu đồn đành phải kiên trì tiếp tục cầm đũa gấp thức ăn, nhìn xem tiểu đồn mặt mũi tràn đầy sốt ruột, ngón tay lại phản phất không nghe sai khiến vụng về bộ dáng, hứa thư dở khóc dở cười, được rồi, ta cho ngươi ăn đi. Hứa thư bất đắc dĩ, không có cách, Tiểu đồn tay quá nhỏ, mặc dù khí lực rất lớn, nhưng dùng đũa thực sự có chút phí sức lực, cảm ơn ca ca, tiểu đồn không kịp chờ đợi hé miệng, ăn xong điểm tâm. Hứa thư giống như bình thường đầu tiên là cùng tiểu đồng dạo phố, mua cho nàng điểm đồ ăn vặt, lập tức nhìn xem có cái gì mới lạ đồ chơi, hoặc là đọc đọc nơi đó thư tịch. Thư giãn thích ý, phương diện nào đó tới nói, cơ hồ cùng du lịch không sai biệt lắm, hô, một thân ảnh từ hứa thư bên cạnh đi qua, hấp dẫn chú ý của hắn, cổ khí tức này. Tối hôm qua người áo đen kia, hứa thư lông mày gãy nhẹ, linh thức trong nháy mắt khóa chặt đối phương, chỉ thấy người này mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, dáng người thon dài cân xứng, nghiễm nhiên là vị chính cống thanh niên đẹp trai. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là tối hôm qua còn trọng thương trong người hắn, buổi sáng hôm nay thế mà khỏi hẳn, lấy thanh niên tối hôm qua trạng thái, tức làm phục dụng lượng lớn đang dược hẳn là cũng chí ít cần thời gian 10 ngày mới có thể khôi phục, mà thanh niên lại trong vòng một đêm khỏi hẳn, làm sao làm được, hứa thư lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Cánh vác huyết hải thâm cừu đồng thời, còn ẩn giấu đi không thể tưởng tượng thủ đoạn, cái này không phải liền là thường thấy nhất nhân vật chính mô bản sao, một bên khác, thanh niên cũng không có phát giác được hứa thư linh thức, dưới chân bước nhanh như bay, cấp tốc rời đi bạch dương trấn, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ban đêm trở lại khách sạn, ông chủ lần nữa làm xong đồ ăn chờ đợi. Bởi vì trong tiệm không có cái khác khách hàng, liền cùng Hứa Thư chậm rãi mà nói đến đến, "Công tử, ngài là người bên ngoài a?" À, Ừm, Hứa Thư cho Tiểu Đồng kẹp miệng đồ ăn, hững hờ đáp lại, "Gần nhất tuyệt đối không nên chạy loạn khắp nơi, quá nguy hiểm." Ông chủ ngữ trọng tâm trường nói, chỉ giáo cho, "Hứa Thư Hiếu Kỳ, ai, ta buổi chiều nghe nói cảnh hồ thành Liêu gia tối hôm qua bị người đồ cả nhà." từ trên xuống dưới hơn 80 miệng, chó gà không tha, đầu toàn bộ bị bổ xuống, chết không nhắm mắt, ông chủ lắc đầu thở dài, không nghĩ tới liêu gia lợi hại như vậy cũng sẽ xong đời, quá tàn nhẫn, quan phủ điều tra đã hơn nửa ngày đến nay không có đầu mối, căn bản không biết ai làm, người nói cái kia đồ diệt liêu gia biến thái vạn nhất đối người bình thường ra tay làm sao bây giờ a? À? Tại phụ cận, liêu gia có thể nói như mặt trời ban trưa, bởi vì 10 năm trước là từ vương đô chủ động lui ra ngoài, nội tình thâm hậu, cường giả rất nhiều, bởi vậy hạch tâm thành viên cơ hồ cũng làm lên cảnh hồ thành quan lớn, cầm giữ các hạng mệnh mạch, quyền cao chức trọng, so thành chủ còn uy phong, mà giống ông chủ loại này tầng dưới chót, chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. Căn bản không tư cách tiếp xúc, liêu gia, hứa thư như có điều suy nghĩ, đồ diệt liêu gia người, không hề nghi ngờ là thanh niên mặc áo đen, nhưng hắn nhớ kỹ, thanh niên mặc áo đen tối hôm qua tự hồ nói qua liêu gia ẩn giấu đi một vị hợp đang cảnh tu sĩ, trái lại thanh niên mặc áo đen, cũng chỉ có trúc linh cảnh đỉnh phong mà thôi, nói một cách khác, nếu như thanh niên mặc áo đen đơn độc đồ diệt liêu gia. Như vậy thì nhất định phải vượt cấp chém giết hợp đang cảnh tu sĩ, ân, ừ, vẫn như cũ là thường thấy nhất nhân vật chính mô bản. Chương 58, Thiên Hải Dị Cảnh, kỳ thật tại thế giới trò chơi bên trong, hứa thư thường xuyên thông qua kỹ năng, kinh nghiệm cùng lực lượng, đánh giết mạnh hơn mình giả quái bốt, bởi vậy vượt cấp chiến đấu với hắn mà nói không đáng kể chút nào, nhưng ở Hạ Quốc, chính là đến thiên võ hoàng triều lịch sử bên trên, có thể vượt cấp chiến đấu tu sĩ lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí đến nay không cao hơn 5 người, mà lên một vị, đã trở thành hiện tại tần quốc quân chủ, thực lực có một không hai thiên hạ, viễn siêu còn lại chính vị chư hầu vương thanh niên mặc áo đen có thể lấy trúc linh cảnh đỉnh phong tu vi chém giết hợp đang cảnh tu sĩ, lại trong vòng một đêm trọng thương khỏi hẳn, không thể nghi ngờ tương đương với tầm nhân vật chính mô bản. Phải biết, tức làm danh xưng hạ quốc thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh tiêu giao sơn cùng Đức Vân tự thủ tịch đệ tử, trước mắt cũng bất quá mới trúc linh cảnh hậu kỳ mà thôi, cùng sắp bước vào hợp đang cảnh giới thanh niên mặc áo đen trên lệch rất xa, có thể nghĩ tiềm lực khủng bố đến mức nào, yên tâm đi, sẽ không đối người bình thường hạ thủ hứa thư cười cười an ủi sở dĩ khẳng định như vậy có hai cái nguyên nhân đầu tiên thanh niên mặc áo đen sáng hôm nay đã rời đi bạch dương trấn trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở lại tiếp theo hứa thư không có từ thanh niên mặc áo đen trên thân cảm nhận được bất luận cái gì lệ khí nói một cách khác đối phương cũng không phải là cái thích lạm sát kẻ vô tội tà tu huống chi một khi đối người bình thường ra tay không chỉ có sẽ gặp phải quan phủ truy nã, sẽ còn bị rất nhiều chính đạo thế lực để mắc tới, thanh niên mặc áo đen không cần thiết mạo hiểm, ai, hy vọng như thế, ông chủ thở dài, ngày thứ hai, hứa thư đi tới cảnh Hồ Thành, có lẽ là bởi vì lưu gia bị diệt môn nguyên nhân, trên đường phố người đi đường vội vàng, phá lệ yên tĩnh, thỉnh thoảng có thủ vệ tuần tra kiểm tra. Bầu không khí nặng nề kiềm chế, rốt cuộc lưu gia là cảnh Hồ Thành đệ nhất đại gia tộc, mà lại có thật nhiều thành viên đương nhiệm chức quan, thân cư cao vị, đột nhiên bị người diệt môn, có thể nào không làm cho coi trọng? Cứ việc cho đến tận nay, quan phủ còn không có chút nào manh mối, chật chật chật, thế sự vô thường a, à, không nghĩ tới liêu gia cũng có hôm nay, ha ha ha. Báo ứng, báo ứng, muốn ta nói, vị kia đồ diệt liêu gia cả nhà huynh đệ rõ ràng là thay trời hành đạo trong tử quán mấy tên ngưng khí cảnh tả hữu dân bản xứ ngồi ở bên trong thấp giọng trò chuyện, trong ngôn ngữ cười trên nỗi đau của người khác, hiển nhiên đối liêu gia tràn ngập quán khí, không có cách, ai bảo liêu gia những năm này ỷ vào thực lực địa vị làm nhiều việc ác. Khi nam phách nữ, dẫn đến phong bình quá kém đâu, đáng tiếc khuya ngày hôm trước ta ở ngoài thành, không thể tận mắt thấy liêu gia xong đời tràn cảnh, các ngươi nói cho ta một chút đi, hắc hắc hắc, không có vấn đề. Ta lúc ấy liền tại phụ cận, a, à, ngươi không phải tại Xuân Mãn Lâu sao, khụ khụ, Xuân Mãn Lâu khoảng cách Liêu Gia chỉ có hai con đường mà thôi, ta tại lầu ba vừa vặn nhìn rất rõ ràng. Từ mấy tên nơi đó người tu hành trong miệng, hứa thư dần dần biết được cụ thể trải qua, nguyên lai like hôm trước là Liêu Gia mỗi năm một lần tộc hội, tất cả thành viên nhất định phải buông xuống trong tay sự vụ, từ các nơi gấp trở về tham gia, thuộc về từ trên xuống dưới hơn 80 nhân khẩu tối chỉnh tề thời điểm. Thanh niên mặc áo đen lựa chọn tại một ngày này động thủ, chính là vì phòng ngừa có cá lọc lưới, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Thanh niên mặc áo đen liền lấy ra một tòa trận bàn cưỡng ép phong tỏa liêu gia, sau đó xông đi vào mở rộng sát giới, dựa theo mấy tên nơi đó người tu hành miêu tả, tòa kia trận bàn cực kỳ quỷ dị, phản phất đem liêu gia cắt chém thành một cái không gian độc lập, mặc cho chiến đấu như thế nào kịch liệt. Từ đầu đến cuối sẽ không tác động đến xung quanh, người bên ngoài vào không được, liêu gia người cũng ra không được, mắt thấy thanh niên mặc áo đen đánh đâu thắng đó, không người có thể địch, Liêu Gia đành phải tỉnh lại bế quan bên trong lão tổ, một vị hợp đang cảnh cường giả, về phần thanh niên mặc áo đen là thế nào đánh bại Liêu Gia vị kia hợp đang cảnh cường giả. Mấy tên nơi đó người tu hành cũng không rõ ràng, bởi vì tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản không nhìn thấy, nhưng ngày thứ hai bày ở Liêu Gia cổng đầu người chứng minh, bên thắng hiển nhiên là thanh niên mặc áo đen, ha 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 ha, thật sự là hả hê lòng người A hừ, liêu gia một đám bại hoại, trừng phạt đúng tội, đêm nay muốn hay không đi xuân mãn lâu ăn mừng một trận. Tốt, mấy ngày không thấy, niệm cô nương khẳng định đang chờ ta đâu, mấy người nâng cốc ngôn hoang, rất nhanh cho tới một cái khác chủ đề, đúng rồi, các ngươi nghe nói không, thiên hải dị cảnh gần nhất sắp mở ra, thật nhiều tiên môn thế gia đã đã, đã chạy tới, liền là cái kia truyền thuyết bên trong ẩn giấu đi tiếng giai phân thần cảnh huyền bí dị cảnh, không sai. Đức Vân Tự thông thiên cốc, thanh hòa thành tưởng gia, còn có thương lưu môn phái ra cường giả toàn bộ tại thiên hải trạch bên ngoài chờ lấy đâu, chúng ta phải không mau mau đến xem, thôi đi, nói đùa cái gì, ngươi cho là mình là trúc linh cảnh đâu, đi tìm chết à, cũng đúng, liền đức vân tự, thông thiên cốc đều hạ tràng, ở đâu là mấy người bọn hắn ngưng khí cảnh sâu kiến có thế đến gần. Thiên hải dị cảnh, hứa thư khẽ giật mình, lập tức cẩn thận thống chế linh thức, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, cuối cùng tại phương Bắc khoảng 500 dặm địa phương bắt được một mảnh khổng lồ đầm nước, cùng hàng trăm hàng ngàn người tu hành, không cần nghĩ cũng biết, nơi nào hẳn là thiên hải trạch, kỳ quái là, hứa thư cũng không có tại phụ cận phát hiện cái gì dị cảnh không gian. Chỉ có một tòa trận pháp, tự hồ thông hướng chỗ xa hơn, có ý tứ, hứa thư hơi chút trầm ngâm, quyết định quá khứ đến một chút náo nhiệt, hạ quyết tâm, hứa thư lập tức đứng dậy trả tiền, dẫn theo tiểu đồn bay ra cảnh hồ thành, tề châu biên giới nguyên bản hoang tàn vắng vẻ, hoàn cảnh ác liệt thiên hải trạch, giờ phút này tụ tập đến từ trời Nam đất Bắc. Lấy ngàn mà tính người tu hành, ồn ào vô cùng, từ hợp đan cảnh, cho tới ngưng khí cảnh, đều là tại kiên nhẫn chờ đợi thiên hải dị cảnh mở ra, kích động, trong đó mấy cái thế lực lớn thậm chí đã dựng ra giảng dị phòng ốc, làm thời gian thật dài chờ đợi chuẩn bị, thiên hải dị cảnh thật muốn mở ra sao, có không rõ ràng cho lắm. Nghe hỏi chạy tới tu sĩ hỏi thăm, nói nhảm, ngươi không thấy được Đức Vân Tự, thông thiên cốc đều có đây không, chẳng lẽ lại bọn hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm đạp thanh A, bên cạnh tu sĩ liếc mắt, dù sao khoảng cách trăm năm kỳ hạn còn lại ba ngày thời gian, ba ngày sau tự nhiên sẽ công bố, chậm rãi chờ lấy đi, một tên tu sĩ khác không quan trọng nói, càng ngày càng mong đợi, không biết có thể hay không đạt được thiên hải chân nhân truyền thừa. Ha ha, đừng làm nằm mơ ba ngày A, có Đức Vân Tự, thông thiên cốc tại, chúng ta nhiều nhất đi theo hút chút nước, phàm là tề châu người tu hành, tin tưởng hẳn là không người không biết liên quan tới thiên hải dị cảnh truyền thuyết, trăm năm trước, vi danh hiển hách, có phân thần cảnh ngôi thứ nhất hiệu tán tu thiên hải chân nhân bởi vì từ đầu đến cuối không có cách nào đột phá. Thọ nguyên sắp khô kiệt, trước khi chết trước, hắn tuyên cáo thiên hạ, mình mở đầu tại tề châu biên giới thiên hải trạch, cho nên sẽ ở nơi đó chế tạo một cái dị cảnh, lưu lại truyền thừa của mình, đợi trăm năm sau mở ra, đương nhiên nếu như chỉ là một cái phân thần cảnh truyền thừa lời nói có lẽ không đáng nhiều như vậy thế lực cùng tu sĩ cấp cao trong chừng mà động trốt cuộc có thể trở thành hợp đan cảnh Cường giả công pháp đều sẽ không quá kém trọng yếu nhất chính là nghe đồn bên trong tiếng giai phân thần cảnh huyền bí chương 59 Linh quẩn mọi người đều biết từ bước vào trúc linh cảnh bắt đầu mỗi một cái giai đoạn thực lực sai biệt đều phi thường lớn Trừ phi có được vũ khí cùng pháp thuật các phương diện ưu thế, tỉ như một chút đại tông môn thủ tịch đệ tử, thường thường đều là dựa vào vũ khí cùng pháp thuật dẫn trước, mới có thể bằng vào trúc linh cảnh hậu kỳ tu vi đánh bại trúc linh cảnh đỉnh phong. Nhưng đây đã là cực hạn, muốn vượt cấp lại tuyệt không có khả năng, bởi vì dưới tình huống bình thường, tức là 10 vị, 20 vị trúc linh cảnh đỉnh phong, cũng hoàn toàn không phải một vị hợp đang cảnh sơ kỳ cường giả đối thủ, bởi vậy có thể thấy được thanh niên mặc áo đen vượt cấp chém giết liêu gia hợp đang cảnh cường giả có nhiều khó khăn, mà phân thần cảnh cùng hợp đang cảnh chi ở giữa trên lệch thì càng lớn. Có thể xưng lạch trời, nếu như nói hợp đang cảnh là đem linh lực ngưng kết thành tinh thể, biến thành một viên kim đan lời nói, như vậy phân thần cảnh chính là đánh vỡ viên này kim đan, thoát ly trói buộc, xông lên bên trong cung, tìm bản tính luyện hóa, sau đó đem linh lực cùng thần hồn triệt để dung hợp, làm được điểm này, liền có thể suy nghĩ viễn vông quan sát chúng sinh, chỉ cần thần hồn bất diệt. Dù là nhục thân sụp đổ, như thường có thể trường tồn ở giữa thiên địa, không chút nào khoa trương giảng, một tôn phân thần cảnh cường giả đủ để trấn áp lên trăm vị hợp đang cảnh tu sĩ, nếu không tiêu giao sơn, đức vân tự, thiên kiếm tông há có thể bị liệt là hạ quốc tam đại thế lực. Bây giờ nghe đồn bên trong ẩn giấu đi tiếng giai phân thần cảnh huyền bí thiên hải dị cảnh sắp mở ra. Thế lực thấp nơi đương nhiên sẽ không bỏ lỡ nhất là những cái kia kẹt tại hợp đang cảnh đỉnh phong, chậm chạp không thể đột phá tồn tại, bởi vì tiếp cận tề châu biên giới, linh khí mỏng manh, hoàn cảnh ác liệt, thiên hải trạch bình thường không nhìn thấy nửa cái bóng người, nhưng bây giờ lại liên tục không ngừng có tu sĩ chạy đến, hoặc là khống chế yêu thú xe ngựa, hoặc là cưỡi phi hành linh khí, đem phương viên mười dặm vây chật như nêm cối, chiếu loại này xu thế xuống dưới, chỉ sợ ba ngày sau sẽ tụ tập trên vạn người, tới gần chạng vạn tối, ánh tà dương đỏ quạch như máu, đợi tại phía ngoài nhất đám tán tu dần dần quen thuộc bắt đầu, thế là nhau nhau triển khai nghiên cứu thảo luận, các ngươi cảm thấy, thiên hải dị cảnh bên trong thật ẩn giấu đi tiếng giai phân thần cảnh huyền bí sao. Nói nhảm, không phải Đức Vân tự như thế nào tự mình hạ tràng, làm hạ quốc tam đại thế lực một trong, Đức Vân tự tỏa trấn lấy hai vị phân thần cảnh cường giả, cao cao tại thượng, nếu chỉ là phổ thông phân thần cảnh truyền thừa, căn bản không đáng bọn hắn điều động hợp đang cảnh trưởng lão tham dự, ta nhìn chưa hẳn, cái gọi là tiếng giai phân thần cảnh huyền bí chỉ là cái nghe đồn thôi. Cũng không có đạt được chứng thực, hoàn toàn chính xác, bất quá cùng chúng ta không quan hệ, ta chỉ cầu có thể tại thiên hải dị cảnh bên trong đạt được vài cộng cấp một linh dược, đột phá ngưng khí cảnh tám tầng liền thỏa mãn, ta cũng giống vậy, nghe được bên người lục tục ngon nghe vang lên nói chuyện, dịp thiên lang hơi có vẻ kinh thường, bởi vì hắn biết rõ, nghe đồn là thật, chỉ bất quá nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, cũng không phải gì đó tiếng giai phân thần cảnh huyền bí, mà là thiên hải chân nhân dùng suốt đời tu vi ngưng tụ linh uẩn, nói cách khác, ai hấp thu cái này đoàn linh uẩn, ai liền có thể tiến giai phân thần cảnh, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải đạt tới hợp đan cảnh đỉnh phong, về phần diệp thiên lang vì sao biết đến rõ ràng như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, trên tay hắn cầm một trương thiên biển dị cảnh nội bộ bản đồ, không sai, thiên hải chân nhân để bảo đảm truyền thừa không ngại, cố ý làm ra 4 tờ nội bộ bản đồ truyền lưu thế gian, Diệp Thiên Lang cũng là tại đồ Diệp Lưu Gia cả nhà lúc đoạt được, bên trong không chỉ có ghi chép cặn kẻ thiên hải dị cảnh tình huống cụ thể, càng là thu hoạch linh vũng mấu chốt chìa khóa. Bởi vậy, Diệp Thiên Lang mới có thể không kịp chờ đợi rời đi Bạch Dương Trấn, đã tìm đến thiên hải trạch, mặc dù thực lực chỉ có chút linh cảnh. Nhưng vận khí tốt lời nói có lẽ có thể lặng yên không tiếng động mang đi linh ẩn chờ tấn thăng hợp đang cảnh đỉnh phong sau lại hấp thu, từng, bỗng nhiên, Diệp Thiên Lan như có cảm giác, nếu mày nhìn về phía cách đó không xa. Nơi nào, một cái vóc người thẳng tắp, đôi mắt thâm thúy thanh niên chính mắt không chớp nhìn chầm chầm hắn, biểu lộ ý vị thâm trường, chỉ một thoáng, Diệp Thiên Lan sinh lòng cảnh giác, nhịn không được lui ra phía sau hai bước, linh thức một mực khóa chặt lại thanh niên, sợ bị nổi lên tập kích, người này là ai? vì sao toàn thân trên dưới không có chút nào linh lực ba động. Liễm khí thuật sao, Diệp Thiên Lang tự tin tại trúc linh cảnh bên trong không ai có thể sử dụng liễm khí thuật giấu giếm được hắn, dù là phổ thông hợp đan cảnh cũng không ngoại lệ, trừ phi. Đối phương siêu việt hợp đan cảnh trung kỳ, về phần người bình thường, Diệp Thiên Lang không hề nghĩ ngợi qua, có thể xuất hiện ở chỗ này, làm sao lại là người bình thường, đến tột cùng tình huống như thế nào, mình bị hợp đan cảnh tu sĩ để mắt tới à nha không có lý do a à, tại ẩn linh ngọc gia trì dưới coi như phân thần cảnh cường giả cũng nhìn không thấu mình ngụy trang chớ nói chi là hợp đan cảnh cùng lúc đó hứa thư thu hồi ánh mắt điềm nhiên như không có việc gì vuốt vuốt tiểu đồn đầu cứ việc dịp thiên lang cải biến dung mạo thân cao khí tức cùng tu vi nhưng hứa thư vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn rút cuộc song phương thực lực sai biệt quá lớn để hắn ngoài ý muốn chính là thế mà lại ở chỗ này gặp nhau lần nữa, cũng đúng, thân là nhân vật chính, sao có thể không tham gia loại này tranh đoạt cơ duyên chuyện tốt, nếu không có gì ngoài ý muốn, Diệp Thiên Lang sợ rằng sẽ trở thành lần này thiên hải dị cảnh cười đến cuối cùng một cái, một bên khác, phát giác được không đúng Diệp Thiên Lang sớm đã biến mất tại biển người mênh mông bên trong. Cũng lần nữa đổi thân trang phục, trở thành một cái không đáng chú ý, ngưng khí cảnh, tu sĩ, tại ủng có đủ thực lực trước mình tuyệt không thể bại lộ thân phận, thiên hải trạch chỗ sâu, khoảng cách thiên hải dị cảnh sắp mở ra gần nhất khu vực, so sánh chen vai thích cánh, ồn ào hỗn loạn bên ngoài, nơi này muốn yên tĩnh rất nhiều, chỉ có chút ít mấy cái thế lực dựng giảng dị phòng ốc. Thư giãn thích ý, lúc này, trong đó một tòa trong lầu cát, cẩm y nam tử ngồi ở chủ vị, nhìn thẳng quỳ gối phía dưới lão giả, chậm rãi mở miệng, tin tức xác định chưa, xác định. Liêu gia từ trên xuống dưới 87 người, toàn bộ bị chém đứt đầu, không một người sống, lão giả cung kính nói, ai làm, cẩm y nam tử đồng bên trong bắn ra khiếp người hung quang, sát ý nghiêm nghị, trước mắt, không có bất kỳ cái gì manh mối, lại là không có manh mối, cẩm y nam tử ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, những cái kia đuổi khí sư là làm ăn gì, lão giả hải nhiên, vội vàng nhắm mắt nói, gia chủ, đối phương không có để lại mảy may vết tích, đuổi khí sư thực sự bất lực, nghe vậy, cẩm y nam tử hít một hơi thật sâu, cưỡng chế nội tâm lửa giận. Phân phó nói, tiếp tục đuổi ra, liêu gia cùng ta tưởng gia thế hệ giao hảo, nhất định phải giúp bọn hắn báo thù, đúng, lão giả không dám ngỗ nghịch, lập tức thận trọng rời khỏi lầu cát, đợi lão giả rời đi, cẩm y nam tử sắc mặt lập tức trở nên càng thêm âm trầm, cơ hồ có thể chảy ra nước, thế hệ giao hảo, nhất định phải báo thù. Thuần túy nói nhảm, hắn lo lắng nhất chính là đến cùng ai diệt liêu gia ngắn ngủi thời gian nửa năm, đầu tiên là quách gia, sau đó doãn gia, hiện tại lại là liêu gia, quả thực quá rõ ràng, ngoại nhân có lẽ không rõ ràng, cẩm y nam tử lại lòng dạ biết rõ, bọn hắn đều từng là năm đó sự kiện kia người tham dự, một cái có thể là có cái khác cừu gia, hai cái có lẽ là trùng hợp, liên tục ba lần, dung không được cẩm y nam tử không nghi ngờ, chẳng lẽ diệp gia có thừa nghiệp còn sống. Chương 60, Biển Sao, Lầu Cắt phía trước, Khoảng cách thiên hải dị cảnh mở ra chỗ thêm gần địa phương, một đóa hoa sen hình dáng phi hành linh khí nhẹ nhàng trôi nổi, hướng ra phía ngoài tản ra Phật quang, không người dám tới gần, mà tại hoa sen bên trên, chính ngồi xếp bằng lấy hai tên đầu trọc hòa thượng, một già một trẻ, hình tượng yên tĩnh tường hòa, cùng chung quanh lộ ra không hợp nhau. Lão hòa thượng nhìn đại khái 60 tuổi khoảng chừng, giữ lại hoa râm râu dài, sắc mặt hồng nhuận, khí tức sung mãn, tiểu hòa thượng thì chỉ có mười mấy tuổi hai đầu lông mày thanh tú tuấn giật, có chút non nớt, không hề nghi ngờ, bọn hắn đến từ Đức Vân Tự, nếu không há có thể để tưởng gia ngoan ngoãn lui ra phía sau, A-di-đà Phật, Đồ Nhi, ngươi từ cảnh tượng trước mắt bên trong cảm nhận được cái gì? Thật lâu, Lão Hòa Thượng chắp tay trước ngực, cười hỏi, nhưng mà đợi đã lâu, lại không có đạt được trả lời, Lão Hòa Thượng nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh, lại phát hiện Tiểu Hòa Thượng chẳng biết lúc nào ngủ thiếp đi lỗ mũi bên cạnh còn mang theo cái thật to trong suốt bọc khí, ầm, tê. Đau quá, sư tôn, ngươi đánh ta làm gì, bạn đang đọc truyện trên 123 trinh vip Chúc bạn đọc truyện vui vẻ, tiểu hòa thượng bỗng nhiên bừng tỉnh, ông đầu nhe răng trợn mắt, hừ, ai bảo ngươi ngủ, lão hòa thượng trừng mắt liếc, thiên hải dị cảnh không phải còn có ba ngày mới mở ra sao, ta trước nghỉ ngơi dưỡng sức, không phải đến lúc đó làm sao cùng những cái kia hung thần ác sát người tu hành tranh đoạt cơ duyên, tiểu hòa thượng ngước cổ, lẽ thẳng khí hùng nói. Lão hòa thượng há to miệng, á khẩu không trả lời được, thế là lại cho tiểu hòa thượng một bàn tay, A-di-đà Phật, ngươi từ cảnh tượng trước mắt cảm nhận được cái gì, gặp tiểu hòa thượng ngoan ngoãn cúi đầu xuống, lão hòa thượng lập lại, Ê! Mặt trời xuống núi, trời tối, có thể đi ngủ nha, tiểu hòa thượng thử nghiêm trang nói, ầm, ừ. a a a. Sư Tôn, ngươi tiếp tục đánh xuống ta liền muốn biến thành ngu ngốc rồi, tiểu tử thối, cả ngày bất học vô thuật nghĩ đến lười biến, ta tại sao có thể có như ngươi loại này đồ đệ?" Lão hòa thượng cắn răng giận mắng, "Đức cương thực sự nghĩ mãi mà không rõ, như thế lười biến gia hỏa, vậy mà có được bọn hắn đức vân tự trăm năm khó gặp thiên phú tu luyện, mà lại ngộ tính cực cao." Thứ gì một điểm liền thông, liền là không cố gắng nghiên cứu Phật kinh Mỗi ngày không phải nghĩ trăm phương ngàn kế lười biến đi ngủ, liền là chơi bùng đấu dế, nơi nào có nửa điểm dáng vẻ người xuất gia, dù vậy, Tiểu Hòa thượng như cũ trở thành Đức Vân Tự thủ tịch đệ tử, nhận phương trưởng cùng thái thượng trưởng lão đặc biệt coi trọng, tiền đồ vô lượng. Đến mức đức cương tại Đức Vân Tự địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, thậm chí có hy vọng trở thành đời tiếp theo phương trưởng, bất quá điều kiện tiên quyết là trước đạt tới phân thần cảnh cho nên Đức Cương mới có thể lựa chọn tiến vào thiên hải dị cảnh, cùng các nơi tu sĩ tranh đoạt cơ duyên, bởi vì Đức Cương trong tay cũng nắm giữ một trương thiên biển dị cảnh nội bộ bản đồ. Minh Bạch nghe đồn là thật, rốt cuộc trăm năm trước, thiên hải chân nhân cùng Đức Vân Tự quan hệ cực kỳ tốt, trực tiếp đem một tấm trong đó bản đồ giao cho Đức Vân Tự, phải biết, hắn tại hợp đang cảnh đỉnh phong đã thẻ vài chục năm, khoảng cách đột phá còn sót lại cách xa một bước, nếu như có thể đạt được thiên hải chân nhân linh uẩn lời nói như vậy nhất định có thể thuận lợi tiếng giai phân thần cảnh đến lúc đó đức vân tự đem cùng tiêu giao sơn đồng dạng có được ba vị phân thần cảnh đứng tại hạ quốc đỉnh gần với vương thất a di đà phật hy vọng lần này có thể đã được như nguyện đức cương trầm lặng nói hô 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 tiểu hòa thượng lỗ mũi nổi lên lại ngủ thiếp đi trong nháy mắt ba ngày quá khứ rất nhanh tới thiên hải dị cảnh mở ra thời gian bầu không khí có chút khẩn trương mà thiên hải trạch cũng không có gì bất ngờ xảy ra tụ tập hơn vạn tên tu sĩ mặc dù đại bộ phận đều tại ngưng khí cảnh tả hữu bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm vô luận lúc nào luôn có một chút người không sợ chết dám cầm sinh mệnh đi mạo hiểm thành công nhất phi trùng thiên thất bại yên lặng chết đi dù sao đối bọn hắn tới nói tương đương với không tổn thất gì buổi trưa ánh nắng nóng bỏng chiếu xuống tràn ngập khô nóng, ông, thiên hải trạch chỗ sâu, ánh sáng chói mắt mang đột nhiên từ nước bên trong sáng lên, mơ hồ sen lẫn phức tạp phù văn tối nghĩa, sáng chói chói mắt, thiên hải dị cảnh muốn mở ra á, thấy thế, đám người ngừng thở, vô cùng kích động, ông, 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 trong chốc lát, càng ngày càng nhiều ánh sáng sáng lên, bao trùm toàn bộ thiên hải trạch, sau đó lẫn nhau dung hợp xen lẫn, hình thành một tòa khổng lồ trận pháp, đây là truyền tống trận, có tinh thông trận pháp tu sĩ sắc mặt biến hóa, cái gì, truyền tống trận. Chẳng lẽ thiên hải dị cảnh không ở nơi này, làm sao về, lời còn chưa dứt, trận pháp triệt để thành hình, bạch, nương theo lấy kịch liệt không gian ba động càng quét ra. Ánh sáng trắng trùng thiên, trong nháy mắt bao phủ lại tất cả mọi người, cũng kéo dài đến 10 phút đồng hồ, làm ánh sáng trắng tiêu tán một khắc này, nguyên bản kính người hết chỗ thiên hải trạch lần nữa trở nên vắng vẻ, khôi phục lại bình tĩnh, truyền tống trận sao, đối mặt đột nhiên xuất hiện ánh sáng trắng, hứa thư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn đã sớm biết thiên hải trạch căn bản không có gì dị cảnh. Mà là một tòa thông hướng phương xa trận pháp, làm xong chuẩn bị tâm lý, trên thực tế, bằng thiên hải chân nhân phân thần cảnh tu vi, làm sao có thể trống rỗng chế tạo một cái không gian độc lập ra. Sử dụng truyền tống trận ngược lại càng thêm hợp lý, ca ca, đột nhiên, tiểu đồn hốt hoảng la hét, thế nào, hứa thư sững sờ, lúc này mới chú ý tới có cổ lực lượng vô hình muốn đem hắn cùng tiểu đồn tách ra. Rớt xuống đất điểm là ngẫu nhiên sao, hứa thư như có điều suy nghĩ, lúc này đưa tay bắt lấy tiểu đồn, cưỡng ép cắt đứt kia cổ lực lượng vô hình, xoạt một lát sau, hứa thư mắt trước rộng mở trong sáng, xuất hiện tại một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, bên trái, là rậm rạp cao lớn rừng cây cùng ngọn núi, linh khí nồng đậm, chim hót hoa nở, bên phải, là vàng ống ánh bãi cát cùng không giới hạn hải dương nhìn không thấy cuối cùng, hứa thư linh thức quét qua, phát hiện nguyên lai là tòa trôi nổi trên mặt biển đảo hoang, đông tây nam bắc các dài trăm bên trong, diện tích không coi là nhỏ, nhưng chung quanh lại nhìn không đến bất luận cái gì cái khác lục địa, theo hứa thư biết, hải dương hẳn là thế giới này nguy hiểm nhất, kinh khủng nhất địa phương, đồng thời bởi vì quá mức khổng lồ. Tựa như trên trời tinh không, mênh mông vô ngần, tại thiên võ hoàng triều lại bị gọi là biển sao, dựa theo sách bên trong ghi chép, từng có tạo hóa cảnh cường giả thăm dò biển sao, muốn tìm tìm cuối cùng, kết quả bay 10 năm, ánh mắt chiếu tới chỗ vẫn là biển rộng mênh mông, đành phải lựa chọn từ bỏ, mặt khác, bởi vì hải dương hạ ẩn giấu đi vô số sinh vật hùng mạnh. Hung tàn ngang ngược, tức làm hợp đang cảnh cường giả cũng không dám mạo hiểm xâm nhập, nhất là tại không hiểu rõ vị trí cụ thể tình huống dưới, vạn nhất chạy giặc chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên hải chân nhân đem dị cảnh thiết lập tại một tòa đảo hoang bên trên, liền giống như cắt đứt tất cả tu sĩ đường lui nói một cách khác tại thiên hải dị cảnh quan bế trước không ai có thể rời đi đương nhiên hứa thư ngoại trừ ào 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 cùng lúc đó từng cái tu sĩ hạ xuống có chút vừa vặn tại hứa thư phụ cận lộ ra vẻ mặt mờ mịt đây là nơi nào cốt linh khí nồng nặc a à, thiên hải dị cảnh ta tiếng thiên hải dị cảnh ha 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 sư phụ bọn hắn người đâu đáng chết rất xuống đất điểm lại là ngẫu nhiên chờ một chút biển. Ta không nhìn lầm a. Bạn đang nghe truyện tại sâu lười audio.